thập phương kiếm thánh ngày giờ không nhiều, nếu như lại khó chịu điểm mang kiếm vô danh trở về đi, rất có thể liền không còn kịp rồi. Như vậy lại chạy hai ngày đường, Diệp Thần theo Già Thiên Ma Đế, rốt cuộc đã tới Hồng Quân bí cảnh cuối bên bờ. Ở bên này duyên vùng, có từng ngọn vách đá đỉnh núi đứng vững vàng, mà ở ngọn núi kia bên ngoài, nhưng là một phiến đen nhánh hỗn độn hư không, cái gì vậy không tồn tại, chính là một mảnh hỗn độn hư không, thời gian pháp tắc cùng không gian quy luật, hết thảy quy luật lưu chuyển, cơ hồ đều là bất động. Lại là một phiến thất lạc thời không. Lúc đầu cái này phiến Hồng Quân bí cảnh, chính là từ thất lạc thời không bên trong mở ra đi ra. Ở bí cảnh bên ngoài, là hỗn độn thất lạc thời không thế giới, người bình thường một khi đánh mất đi vào, cơ hồ không thể nào chạy trốn ra ngoài. Ngay tại lúc này, Diệp Thần trong phảng phất phát hiện Hoa Hạ Luân Hồi Huyền Bi Linh Nhi có một chút động tĩnh, nhưng hắn nhiều lần kêu gọi, Linh Nhi cũng không có trả lời. Chắc hẳn cái này năng lượng bên trong, có thể để cho Linh Nhi có hấp thu, mau sớm tỉnh lại. Diệp Thần nhìn thấy bên ngoài vậy thất lạc thời không dị tượng, tim hơi căng thẳng, nhưng cũng không có quá mức lo lắng, bởi vì hắn bây giờ, nắm giữ binh tự quyết, đấu chữ quyết, trận tự quyết cùng rất nhiều thần thuật, cho dù là thất lạc thời không, đều không cách nào vây khốn hắn. Địa mạch kết tinh, liền che giấu ở vậy phiến thời không bên trong. Già Thiên Ma Đế chỉ vậy thất lạc thời không, một hồi kích động. Hồng Quân bí cảnh địa mạch kết tinh, còn có một chút chưa từng bị người đào cơ duyên, thật ra thì đều ở đây bên bờ bên ngoài thất lạc thời không bên trong cất giấu. Già Thiên Ma Đế cất bước đi, làm hắn đi tới bí cảnh bên bờ vùng, còn không bước vào vậy thất lạc thời không thời điểm, lại có một tầng màu đen vách sắt vậy cấm chế, bắn ra ngoài, ngăn trở ở hắn đường đi. Hiển nhiên, muốn bước vào thất lạc thời không tìm bảo, cần trước phá vỡ cấm chế. Thằng nhóc, giúp ta giúp một tay. Già Thiên Ma Đế tâm niệm vừa động, từng luồng khói báo động tràn ngập ra, hóa thành ngàn vạn lang khói ma đao, xúc thế đãi phát. Hắn lại tiếp tục nhìn Diệp Thần một mắt, tìm xin giúp đỡ. Cấm chế này dị thường vững chắc, hắn một người cũng chưa chắc có thể phá vỡ. Diệp Thần gật đầu một cái, rút ra Hoang Ma Thiên Kiếm, đang muốn ra tay. Nhưng vừa lúc đó, một đạo lạnh lùng mịt mờ thanh âm, mang kinh ngạc và thèm thuồng, bỗng nhiên từ phía sau vang lên, ha ha, Hoang Ma Thiên Kiếm. Không nghĩ tới lại có thể sẽ đụng phải loại bảo vật này, kiếm này như cho ta, nhất định có thể làm ta kiếm đạo tinh tiến. Thanh âm này đột ngột vang lên, dọa Diệp Thần giật mình. Là ai? Diệp Thần dưới sự kinh hãi, quay đầu lại, phát hiện thanh âm này, là từ phía sau một chỗ vách đá trên truyền ra. Vậy trên vách đá, hiện đầy dày đặc xương trắng, bầu không khí tương đối khủng bố. Hồng Quân bí cảnh khắp nơi hung hiểm, cho nên Diệp Thần và Già Thiên Ma Đế, trước đây thấy cái này xương trắng vách đá, cũng không cho là lạ. Nhưng vào lúc này, vậy xương trắng trên vách đá, hiện ra một đạo thân ảnh. Đó là một người đàn ông, thân hình kỳ dài gầy nhom, người mặc áo vải, ngũ quan như đao búa phòng tai tạc vậy lạnh lùng, ánh mắt dị thường sắc bén. Chàng trai tay trái, nắm một cái xương thú trường kiếm, sát khí dày đặc. Mà hắn tay phải, nguyên cái cánh tay phải, đều là không tồn tại, ống tay áo trống rỗng. Lại là một cái người cụt một tay, lấy tay trái cầm kiếm. Hắn ánh mắt, nhìn chằm chằm Diệp Thần Hoang Ma Thiên Kiếm, mang nồng nặc nóng bỏng thần sắc. Già Thiên Ma Đế nhìn người nọ đột ngột xuất hiện, cũng là cả kinh. Lấy hắn và Diệp Thần thực lực, trước đây lại có thể không có phát hiện người này tồn tại, có thể thấy người này ẩn núp sâu, không biết ở Hồng Quân bí cảnh bên trong che giấu nhiều ít năm, hơi thở cùng thiên địa một thể, nếu như không phải là hắn chủ động hiện thân, cũng không ai sẽ phát hiện hắn. Thiên kiếm cho ta. Tay cụt nam tử nhìn chằm chằm Diệp Thần kiếm, bỗng nhiên phát ra như dã thú tiếng gầm nhỏ, một bước đạp đất, thân thể bão tố bắn ra, cầm kiếm ngang trời đâm về phía Diệp Thần. Hắn lấy tay trái cầm kiếm, lại không có chút nào cản trở, kiếm chiêu không câu nệ như ý, kiếm khí phá không, vô cùng ác liệt. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, đoán không ra đối phương thực lực, mắt gặp đối phương kiếm chiêu giết tới, vội vàng huy động Hoang Ma Thiên Kiếm chống đỡ. Chanh! Hai kiếm giao kích, vậy tay cụt chàng trai xương thú kiếm, đụng phải Diệp Thần Hoang Ma Thiên Kiếm, giao phong dưới, lại có thể không có gãy. Diệp Thần trong lòng giật mình, nhưng giác đối phương kiếm đạo dị thường tuyệt diệu, mượn lực hóa lực kỹ xảo đã chăn hóa cảnh, hắn Hoang Ma Thiên Kiếm mũi nhọn khí tức bén nhọn, đều bị đối phương vô cùng là tuyệt diệu hóa giải được. Dương cương lửa cháy mạnh kiếm,
phá. Tay cụt nam tử quát to một tiếng, xương thú kiếm đột nhiên toát ra một hồi màu vàng dòng kiếm mang, như mặt trời cương lửa cháy mạnh vậy, kiếm khí dị thường nóng rực, chém chết hướng Diệp Thần. Diệp Thần bỗng nhiên con người co rúc lại, cả người kịch chấn, một kiếm này không thể ngăn cản, bị phá vỡ ngực, máu tươi điên cuồng dòng nước chảy ra, kiếm tổn thương sâu thấy tới xương, cả người bị đánh lui. Thằng nhóc, thế nào? Già Thiên Ma Đế kinh hãi, vội vàng tiến lên bảo vệ Diệp Thần, hắn cho rằng thời khắc này Diệp Thần có chút kỳ quái. Ngươi làm sao không tránh? Hắn vô cùng kinh ngạc, nhìn Diệp Thần nói. Mới vừa vậy tay cụt người một kiếm, tuy nói cường hãn hừng hực, nhưng lấy Diệp Thần tu vi, không thể nào như thế tùy tiện bị đánh trúng. Diệp Thần là không có né tránh, trực tiếp cứng rắn chịu một kiếm. Xương cương kiếm, ngươi là... Diệp Thần lại không có quản trên ngực thương thế, kinh hãi vạn phần nhìn vậy tay cụt nam tử. Tay cụt nam tử sử kiếm đạo, lại xuất từ Hồng Quân kiếm phái. Hồng Quân kiếm phái kiếm đạo, bát quái âm dương, tổng cộng 10 kiếm. Vậy tay cụt nam tử thi triển, chính là 10 kiếm bên trong dương cương kiếm. Nhìn vậy tay cụt nam tử trống giống cánh tay phải ống tay áo, Diệp Thần đầu chỗ trống, đoán được đối phương thân phận, nói, ngươi chính là kiếm vô danh. Nam tử này, lại có thể biết sử dụng Hồng Quân kiếm pháp, hơn nữa vừa vặn cắt đứt cánh tay phải, khẳng định chính là kiếm vô danh không sai. Rốt cuộc tìm được kiếm vô danh, Diệp Thần ngạc nhiên mừng rỡ hơn, mới vừa lại quên né tránh, rất miễn cưỡng bị kiếm vô danh một kiếm. Thật may Diệp Thần thể chất cường hãn, ngực vết thương đang dần dần khép lại. Ngươi biết ta? Kiếm vô danh ánh mắt lạnh lẽo, rất kinh ngạc. Diệp Thần tiến lên trước một bước. Nói ta kêu Diệp Thần, chính là luân hồi chi chủ, hơn nữa còn là Hồng Quân kiếm phái khách khanh, sư phụ ngươi sắp chết, hắn muốn ở trước khi lâm chung, gặp ngươi một mặt. Kiếm vô danh ngẩn ngơ, nói, Hồng Quân kiếm phái, đó là địa phương nào? Sư phụ ta lại là ai? Hắn ánh mắt mờ mịt, muốn suy tư, nhưng đầu phát đau, nhưng cũng không nhớ nổi cái gì, mang trên mặt một chút vẻ thống khổ. Già Thiên Ma Đế trầm giọng nói, hắn tựa hồ bị lạc. Diệp Thần thấy vậy, vậy cảm thấy kiếm vô danh trạng thái tinh thần, tựa hồ có vấn đề, lại có chồng vào ma hình dáng. Cái gì Hồng Quân kiếm phái, cái gì sư phụ, người nhất định là Hạ Hầu Chính Long phái tới hại ta. Cho ta chết. Kiếm vô danh bỗng ngẩng đầu, ánh mắt như dã thú vậy hung hãn, bước ra một bước, xương thú kiếm cuồng gai, kiếm khí nổ tung, phân quang hóa ảnh, một kiếm hóa vạn kiếm, hội tụ thành kiếm khí phô thiên cái địa nước lũ, dường như muốn chết chư thần vậy. Hướng Diệp Thần cùng Già Thiên Ma Đế hai người chém tới. Thập phương vẫn thần kiếm, cho ta trấn áp. Kiếm vô danh tê tiếng quát to, một kiếm này, lại là Hồng Quân kiếm phái cao nhất kiếm đạo thần thông, thập phương vẫn thần kiếm. Hồng Quân kiếm đạo, bát quái âm dương 10 kiếm quy nhất, chính là thập phương vẫn thần kiếm. Kiếm pháp này vừa ra, thoáng chốc tới giữa trời đất âm dương khí lưu xoay tròn, Diệp Thần cùng Già Thiên Ma Đế dưới chân. Lại có thể tự động toát ra một cái bát quái kiếm trận. Kiếm trận bên trong, kiếm khí suy suy vang dội, vô cùng kiếm khí từ trận pháp bên trong bạo giết ra, kiếm vô danh ngàn vạn kiếm quang, cũng là ngang nhiên đánh tới. Trên trời dưới đất, tất cả đều là kiếm khí. Chú ý! Già Thiên Ma Đế sắc mặt trầm xuống, lập tức thúc giục thất sát vạn nha bình, vô số chỉ quả đen bay ra, còn quấn hắn thân thể, rát rát rít lên. Quả đen vần quanh tới giữa. Vậy hình thành một tầng bình phong che chở, ngăn trở ở kiếm vô danh kiếm khí, cũng không có làm tổn thương đến Già Thiên Ma Đế thân thể. Diệp Thần mắt gặp thập phương vẫn thần kiếm giết tới, mãnh liệt nắm chặt chuôi kiếm, hư không chém ra, quát lên, huyết nguyệt đổ sát thiên trảm, phá cho ta. Nhất thời, sáu luân huyết nguyệt bay lên trời, hung hãn huyết nguyệt kiếm mang, hướng bốn phía bát quái kiếm khí chém tới. Nhưng mà, kiếm vô danh kiếm đạo thành tựu, cao vô cùng sâu. Mắt gặp Diệp Thần huyết nguyệt kiếm quang dâng lên, hắn trường kiếm quỹ tích vừa chuyển, kéo theo ngàn vạn kiếm khí chuyển động, lại tạo thành một cổ trải thiên đại thế, khuấy loạn Diệp Thần huyết nguyệt kiếm khí. Phốc xích, phốc xích. Bầu trời bên trong, sáu luân huyết nguyệt bỗng nhiên rối loạn, lại có thể va chạm nhau đứng lên. Sau đó, sáu luân huyết nguyệt, ở va chạm bên trong, lẫn nhau chôn vùi băng tán. Cái gì? Diệp Thần thấy một màn này, nhất thời kinh hãi. Theo huyết nguyệt chôn vùi, hắn vậy được nghiêm trọng đánh vào, thiếu chút nữa muốn hộc máu. Kiếm ngươi nói, lại có thể tuyệt diệu đến như vậy bước.
Diệp Thần không thể tưởng tượng nổi nhìn kiếm vô danh, chỉ cảm thấy kiếm của đối phương đạo thành tựu, cho giỏi hơn thầy mà thắng sanh, đơn thuần luận kiếm mà nói, thậm chí có thể vượt qua thập phương kiếm thánh. Mới vừa giao phong bên trong, kiếm vô danh lấy 10 phần khôn khéo kiếm thế, mượn lực đả lực, để cho Diệp Thần kiếm khí, công kích mình. Vậy 6 luân huyết nguyệt, không phải là bị kiếm vô danh chảm phá, mà là Diệp Thần tự loạn trận cước, mình phá hỏng. Thật may Diệp Thần nội tình thâm hậu, nếu không, mới vừa vậy tự loạn trận cước động tác, đã đem tự giết chết. Diệp Thần nội tâm bên trong, dĩ nhiên là vô cùng kinh hãi, kiếm vô danh kiếm đạo thành tựu, đã cường hãn đến có thể nhiễu loạn người võ kỹ thần thông, để cho địch nhân tự loạn trận cước, tự giết mình, có thể tưởng tượng được có đáng sợ dường nào. Kiếm vô danh gương mặt yên lặng, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Diệp Thần trong tay hoang ma thiên kiếm. Cầm tới cho ta. Hắn giống như một con dã thú, xông vào kiếm trận bên trong, hướng Diệp Thần bàn tay bắt đi, muốn cưỡng ép cướp lấy hoang ma thiên kiếm. Ngày cũ võ đạo, giơ lên trời móng. Già thiên ma đế thấy vậy, lập tức sử dụng giơ lên trời móng, móng tay lăng không bạo giết tới, muốn ngăn trở kiếm vô danh. Kiếm vô danh gặp hắn võ đạo cường hãn, cũng không chiến đấu, thân thể chớp mắt, hóa thành một món tinh mang, như kiếm khí vậy giết tới Diệp Thần trước mặt, muốn thừa dịp Diệp Thần hơi thở còn không khôi phục, cưỡng ép đoạt kiếm. Thập phương vẫn thần kiếm, phá cho ta. Diệp Thần hít sâu một hơi, mắt gặp kiếm vô danh hung hãn hình dáng, tâm niệm vừa động, lập tức vậy sử xuất thập phương vẫn thần kiếm. Cái này môn kiếm pháp, Diệp Thần đã đạt được thập phương kiếm thánh truyền thụ, đã bước vào ngưỡng cửa, có chút thành tựu. Tuy kém hơn kiếm vô danh như vậy lợi hại, nhưng uy lực vậy không thể khinh thường. Suy suy suy. Nhưng gặp Diệp Thần hoang ma thiên kiếm vừa chuyển, vô số hoang ma kiếm khí bạo giết ra, dường như muốn chết chư thần vậy, vậy hình thành một cái kiếm trận. Cái kiếm trận này, cùng kiếm vô danh bát quái kiếm trận, giống nhau như đúc, đều là thập phương vẫn thần kiếm diễn biến đi ra ngoài kiếm khí trận pháp. Phịch. Hai tòa kiếm trận, hơi thở mâu thuẫn, lẫn nhau không tương thích. Trực tiếp bùng nổ va chạm kịch liệt. Ở va chạm bùng nổ ngay tức thì, hai tòa kiếm trận đồng thời bạo diệt. Phốc xích. Bạo diệt sau này, Diệp Thần bị nghiêm trọng cắn trả, há mồm hộc máu. Mà kiếm vô danh, cũng là đánh vào nghiêm trọng, nhưng hắn kiếm đạo thành tựu cao thâm, mượn lực hóa lực, xương thú kiếm vũ động, múa ra từng cái bát quái vòng tròn, đem cắn trả lực toàn bộ làm tan rã, thân thể liền liền bay ngược, tự nhiên, lại không có bị thương. Ngươi làm sao vậy sẽ hồng quân kiếm pháp? Kiếm vô danh ngơ ngác nhìn Diệp Thần, mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Mới vừa Diệp Thần sử kiếm pháp, lại có thể và hắn giống nhau như đúc, hắn hoàn toàn khiếp sợ. Diệp Thần ha ha cười một tiếng, bát quái thiên đan thuật tự động vận chuyển, điều chỉnh cắn trả thương thế, một chữ một cái, lớn tiếng nói, ngươi còn nhớ hồng quân kiếm pháp? Sư phụ ngươi kiếm thông thiên, tôn hào thập phương kiếm thánh, ngươi còn nhớ không? Cái này hồng quân kiếm pháp 4 chữ, kiếm vô danh bật thốt lên, tựa như thật sâu in vào hắn trong trí nhớ vậy. Lúc này nghe được Diệp Thần hỏi, kiếm vô danh mặt đầy chấn động, xương thú kiếm loảng xoảng một tiếng, rớt xuống đất. Sau đó, hắn quỳ xuống, còn sót một cái tay trái, thống khổ che đầu, dù gì nói, ta nhớ ra rồi, kiếm thông thiên, hắn. Hắn là sư phụ ta phản bội hắn. Diệp Thần sắc mặt vừa chậm. Nói, ngươi cũng nhớ ra rồi sao? Kiếm vô danh mặt đầy vùng vẫy thống khổ, trầm mặc không nói lời nào. Diệp Thần thanh âm lại nghiêm nghị, nói chẳng lẽ sư phụ ngươi công ơn nuôi dưỡng, thụ nghiệp tình, ngươi toàn bộ quên. Kiếm vô danh ngũ quan vặn vẹo, thân thể co quắp, nói, đủ rồi, chớ nói. Sau đó, đầu hắn lại toát ra khói trắng, tựa hồ là suy nghĩ quá độ. Đến cuối cùng, hắn miệng sùi bọt mép. Co quắp mấy cái, lại té xỉu. Đáng chết. Diệp Thần kêu lên một tiếng, lại không nghĩ rằng kiếm vô danh lại sẽ té xỉu. Hắn liền vội vàng đi tới, thi triển bát quái thiên đan thuật, thiên tiên cá chép sao vân. Vân thuật pháp, là kiếm vô danh chữa trị. Nhưng mà, kiếm vô danh thật sâu hôn mê, nhưng là từ đầu đến cuối bất tỉnh. Già thiên ma đế đi tới trước, nói, hắn thế nào? Diệp Thần dò xét dò kiếm vô danh mạch đập. Trầm giọng nói, hẳn không nguy hiểm gì, chỉ là tinh thần tâm trạng chập chờn quá lớn, cần nghỉ ngơi, phỏng đoán qua mấy ngày liền sẽ tỉnh. Già thiên ma đế nói, vậy thì tốt, ngươi nhân quả, giải quyết sao? Diệp Thần cười khổ một tí,
nói, nơi nào có như thế dễ dàng. Ta còn muốn cùng hắn tỉnh lại mang hắn hồi địa tâm vực. Già thiên ma đế gật đầu một cái, nói, ngươi trở lại địa tâm vực, thấy kiếm thông thiên, có thể cùng hắn nói một tiếng, ta cựu Nhật Minh có ý mời chào, nếu như hắn chịu quy thuận, ta cựu Nhật Minh sẽ chiếu cố hắn hậu nhân. Diệp thần con ngươi đông lại một cái, nói, ma đế tiền bối, ngươi một hơi một cái, ta cựu Nhật Minh, ta cũng lấy vì ngươi thành tâm quy thuận ma tổ vô thiên. Già thiên ma đế ngẩn ngơ, sau đó cười nói, ta hôm nay cuối cùng bị ma tổ vô thiên ân huệ, ở sự việc còn không chính thức quyết liệt trước, ta cũng sẽ bảo vệ cựu Nhật Minh lợi ích. Vô luận là già thiên ma đế, vẫn là ma tổ vô thiên, đều là quang minh chánh đại nhân vật, không giống vũ hoàng cổ đế như vậy âm hiểm. Hai người tới giữa, là đường đường tránh tránh giao dịch, cũng không có âm mưu tính toán, cuối cùng ai chết vào tay ai, từ bằng thiên định. Diệp thần nói, cuối cùng quyết liệt ngày, ngươi nhất định phải thông báo ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Già thiên ma đế nói, đến lúc đó nói sau, thật ra thì đây là ta nhân quả, ta chẳng muốn phiền toái ngươi, ngươi lưng đeo đồ, đã quá nhiều. Diệp thần cười nói, không sao, hai chúng ta quan hệ thế nào, không cần phải nói thứ lời khách khí này. Tiếp theo, Diệp thần cùng già thiên ma đế cùng nhau, tại chỗ đợi ba ngày, nhưng thủy chung không gặp kiếm vô danh tỉnh lại. Kiếm vô danh vẫn là hôn mê trạng thái, trong miệng thỉnh thoảng líu díu ả hầu chính long hồng thiên kinh sư đệ sư muội sư phụ cái gì. Già thiên ma đế chau mày, hắn cũng có nhiệm vụ trên người, không thể ở lâu. Suy, suy. Vừa lúc đó, phương xa có hai đạo thân ảnh phóng tới, đáp xuống, nhưng là hai cô gái. Một cô gái trong đó, người mặc màu thủy lam kỳ bào, hông mượt mà, dáng vẻ thướt tha, lớn lên 10 phần quyến rũ. Nàng hướng già thiên ma đế khom người thi lễ, nói, ma đế đại nhân, vũ hoàng trạch đã giao cho lão tổ xử trí, hắn đã bị thi lấy rắn hình, ném nhập rắn cái hố giết chết, lúc đầu hắn rời đi vạn khư, là có nhiệm vụ trọng yếu thi hành. Vừa nói, nàng móc ra một phần tình báo trục cuốn, đưa cho già thiên ma đế, muốn đến là đánh khảo vũ hoàng trạch, ép hỏi tới. Già thiên ma đế lật xem tình báo trục cuốn, một hồi kinh hãi, đem trục cuốn đưa cho Diệp thần. Diệp thần nhận lấy vừa thấy, cũng là lớn kinh. Trục cuốn trên ghi lại nội dung, là vũ hoàng cổ đế muốn giải cứu Hồng Thiên Kinh, cho nên phái vũ hoàng trạch đi ra ngoài. Nhưng không ngờ, thái thượng thiên nữ từ trong ngăn trở, phái Diệp Lạc Nhi đi ngăn cản. Cuối cùng, vũ hoàng trạch bị Diệp Lạc Nhi đánh bại, vứt xuống hắc ám cấm hải, cuối cùng bị cựu Nhật Minh bắt giết chết. Mà vũ hoàng cổ đế giải cứu kế hoạch thất bại, dưới cơn giận dữ, mới vận dụng vũ hoàng chu thần kiếm. Lúc đầu Lạc Nhi hạ xuống, nàng làm sao không đến gặp ta? Diệp thần kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Diệp Lạc Nhi đã tới thiên nhân vực, không biết có chưa từng đi địa tâm vực. Lòng hắn niệm chấp động, nhớ tới mình bị người âm thầm dò ngó, cái này một tí suy diễn thiên cơ, nhân quả phù hợp, hắn đã xác định, sau lưng dò ngó người, chính là Diệp Lạc Nhi. Diệp Lạc Nhi, ở yên lặng quan sát hắn, nhưng chỉ là nhìn, nhưng chưa ra nhận nhau. Diệp thần trong lòng vừa kinh lại vui, không nghĩ tới Diệp Lạc Nhi thực lực tiến bộ nhanh như vậy, lại có thể hoàn mỹ che giấu, không bị hắn phát hiện. Nhưng, Diệp Lạc Nhi vì sao chưa ra, cùng hắn nhận nhau, nhưng muốn một người yên lặng dừng chân hội. Diệp thần muốn không rõ ràng, lòng hắn bên trong rất thấp thỏm Diệp Lạc Nhi, muốn đến Diệp Lạc Nhi vậy rất muốn hắn, nhưng nàng tại sao không chịu đi ra nhận nhau đâu. Vào lúc này, Diệp thần bỗng nhiên có chút cảm giác không thoải mái. Liếc mắt vừa thấy, Diệp thần nhưng là phát hiện, vậy người mặc thủy lam kỳ bào mượt mà cô gái, ở trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Cô gái kia trong ánh mắt, mang một chút sát ý cùng thống hận, mặc dù ở già thiên ma đế trước mặt, không dám làm khó dễ, thế nhưng cổ địch ý, vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Diệp thần trong lòng chấn động một cái, đã bắt được thiên cơ, bật thốt lên, ngươi là vũ hoàng thế gia thánh nữ, bờ bên kia thần thụ người chấp trường, vũ hoàng nhã phỉ. Cái này kỳ bào cô gái, chính là Vũ Hoàng Nhã Phỉ. Vũ Hoàng Nhã Phỉ biểu ca, Vũ Hoàng Xanh Sách, là Diệp thần cái đầu tiên đã gặp Vũ Hoàng tộc Duệ. Phạm Thiên Thần công thần thông, Diệp thần cũng là lần đầu tiên từ Vũ Hoàng Xanh Sách trên mình dò ngó gặp, đối phương chữ lâm quyết, mà sắp thiên hạ, như cũ để cho hắn khắc sâu ấn tượng. Ban đầu ở cực Bắc Thiên Hải, tà sát võ điển tranh đoạt chiến bên trong, Vũ Hoàng Xanh Sách đã bị Diệp thần giết chết. Mà Vũ Hoàng Nhã Phỉ,
chính là Vũ Hoàng danh sách biểu muội. Nàng tuy biết biểu ca lỗi do tự mình gánh, nhưng dẫu sao là người thân, bị Diệp Thần giết chết, nàng nội tâm bên trong cũng có cửu hận ý. Lần này gặp nhau, cửu hận nhân quả lật lên, hai người không cần người ngoài giới thiệu, đều biết được liền đối phương thân phận. Đang đoạt lấy tà sát võ điển thất bại sau đó, Vũ Hoàng Nhã Phỉ đã cử tộc đầu dựa vào ma tổ vô thiên, trước mắt nàng là Già Thiên Ma Đế thuộc hạ. Già Thiên Ma Đế nhướng mày một cái, hắn đối với Vũ Hoàng Nhã Phỉ thân thế, cũng có qua điều tra, bây giờ thấy nàng cùng Diệp Thần vậy cừu hận tư thái, nói, Nhã Phỉ, Diệp Thần là bạn của ta, ở ta không trước khi chết, ngươi không cho phép cùng hắn tranh đấu. Vũ Hoàng Nhã Phỉ thân thể mềm mại run lên, nói, Già Thiên Ma Đế gật đầu một cái, nói, như vậy, chúng ta chuẩn bị tiến vào thất lạc thời không, tìm địa mạch kết tinh đi. Lần này tìm bảo chuyến đi, Vũ Hoàng Nhã Phỉ là Già Thiên Ma Đế trợ lực, nàng bờ bên kia thần thụ, có thể phá vỡ hồng quân bí cảnh cấm chế. Có Vũ Hoàng Nhã Phỉ ở chỗ này, Già Thiên Ma Đế vậy không cần lệ thuộc vào Diệp Thần. Già Thiên Ma Đế nhìn kiếm vô danh một mắt, hướng Diệp Thần nói, thằng nhóc, ta có nhiệm vụ trên người, không thể cùng ngươi chờ đợi thêm nữa. Diệp Thần gật đầu nói, không sao, Ma Đế tiền bối, ngươi cứ việc đi đi, trên đường chú ý. Già Thiên Ma Đế một tiếng, nhìn về phía trước cách đó không xa thất lạc thời không, chuẩn bị lên đường. Ma Đế đại nhân, chậm. Vũ Hoàng Nhã Phỉ bỗng nhiên gọi lại hắn, nói. Già Thiên Ma Đế nói, còn có chuyện gì? Vũ Hoàng Nhã Phỉ kéo kéo bên cạnh cô gái, nói, mau hướng Ma Đế đại nhân thi lễ. Phụ nữ kia mang cái khăn che mặt, không thấy rõ gương mặt, nàng yêu kiều hướng Ma Đế một bái, nói tiểu nữ Hồng Huyên, gặp qua Ma Đế đại nhân. Diệp Thần nghe được chồng Huyên hai chữ, trong lòng giật mình. Vũ Hoàng Nhã Phỉ nói, Ma Đế đại nhân, cô gái này là ta trên đường gặp phải, nàng nói muốn bái nhập ma tổ vô thiên dưới quyền, nàng kêu Hồng Huyên, trước kia coi như là vạn khư thần điện người, nhưng Vũ Hoàng cổ đế cay nghiệt thiếu tình cảm, hại chết chủ nhân của nàng, nàng đã cùng vạn khư quyết liệt, muốn thay đổi đầu chúng ta cựu Nhật Minh. Già Thiên Ma Đế tỉnh bơ, hướng vậy cái khăn che mặt cô gái nói, người biết cái khăn che mặt. Phụ nữ kia tháo ra cái khăn che mặt, lộ ra một tấm thanh tú thê mỹ gương mặt, tóc vậy xõa xuống, trong sợi tóc hiện ra hai con đầy lỗ tai mèo, hình dáng rất là đáng yêu thanh thuần. Diệp Thần ánh mắt rung động, cái này thanh thuần thiếu nữ, chính là Hồng Hân cưng chiều người hầu, Hồng Huyên. Hiện tại, Hồng Huyên mặt đầy tiều tụy lạnh lẽo thanh vẻ, tuy tướng mạo ngũ quan thanh thuần, nhưng vẻ mặt yêu buồn, vành mắt hơi có vẻ sưng đỏ, không biết khóc qua bao nhiêu lần. Diệp Thần lúc rời địa tâm vực thời điểm, đã sớm nghe Phong gia người nói qua, Hồng Huyên tới Hắc Ám Cấm Hải. Hiện tại chính mắt nhìn thấy, Diệp Thần ngay tức thì rõ ràng liền tất cả. Hồng Hân chết đi, chỉ còn dư lại một món tàn hồn, Hồng Huyên muốn đem tàn hồn hồi phục, cho nên tới Hắc Ám Cấm Hải, muốn đầu dựa vào ma tổ vô thiên, mượn ma tổ không thiên lực lượng, hồi phục chủ nhân của nàng. Nàng ánh mắt thấp, hoàn toàn không xem Diệp Thần, tựa như không nhận biết Diệp Thần vậy. Dẫu sao, Hồng Hân là bởi vì Diệp Thần mà chết, hơn nữa Diệp Thần không có thể cứu lại được, nàng trong lòng đối với Diệp Thần, đã sinh ra ngăn cách, không muốn tạm biệt. Già Thiên Ma Đế nhìn một chút Hồng Huyên, lại nhìn xem Diệp Thần, đã cảm thấy hai người tới giữa, có cái gì ân oán ngăn cách. Bất quá, hắn hiện tại nhiệm vụ khẩn cấp, tìm địa mạch kết tinh trọng yếu nhất, cũng không muốn hỏi tới quá nhiều. Ngươi muốn gia nhập cựu Nhật Minh sao? Già Thiên Ma Đế hỏi. Hồng Huyên gật đầu nói, Già Thiên Ma Đế nói, ngươi là chín mệnh linh miêu, giác quan khá là bén nhạy, lần này tìm địa mạch kết tinh, ngươi theo ta cùng đi, nếu như lập được công lao, ta sẽ hướng lão tổ tiến cử ngươi. Hồng Huyên nói, đa tạ. Nàng giọng nói, từ đầu đến cuối lạnh lẽo trong trẻo lạnh lùng loáng, tựa hồ là thương tâm tới cực điểm, đối với chuyện của ngoại giới, vậy không cần thiết, chỉ muốn cứu về Hồng Hân mà thôi. Diệp Thần tâm trạng khá là phức tạp, trầm mặc cũng không nói chuyện. Già Thiên Ma Đế nói, thằng nhóc, vậy ta đi trước. Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, cười nói, một đường thuận gió, cần ta hỗ trợ phá vỡ cấm chế. Già Thiên Ma Đế nói, không cần, có thể tự giải quyết, tự nhiên tự mình giải quyết tốt nhất. Hắn lúc này mang Vũ Hoàng Nhã Phỉ cùng Hồng Huyên hai người, bay đến Hồng Quân bí cảnh bên bờ. Màu đen kia vách sắt vậy cấm chế, bắn ra ngoài.
Già Thiên Ma Đế xuôi tay không nhúc nhích, Vũ Hoàng Nhã Phỉ sử dụng một đóa hoa bỉ ngạn, bỗng nhiên quát to một tiếng. Hoa nở bờ bên kia trời, phá. Nhưng gặp ngàn vạn đạo kiếm khí, từ vậy hoa bỉ ngạn bên trong nổ bắn ra ra, suy suy vang dội, giống như châu chấu bay vậy, phốc 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 đập ở đó cấm chế vách sắt trên. Nguyên tầng cấm chế vách sắt, lập tức bị đánh xuyên. Vũ Hoàng Nhã Phỉ thở dốc một tí, gương mặt trắng bệch, đem hao hết linh khí, khô héo rơi hoa bỉ ngạn thu hồi lại, nói, Ma Đế đại nhân, cấm chế mở. Lần này bí cảnh dò bảo, nàng chỉ là phá cấm công cụ người mà thôi. Ừ, đi thôi. Già Thiên Ma Đế vung tay lên, mang Vũ Hoàng Nhã Phỉ cùng Hồng Huyên, bước vào thất lạc thời không bên trong, vừa quay đầu nhìn Diệp Thần một mắt, phất tay nói tạm biệt. Sau đó, ba người bóng người, ẩn nhập thất lạc hỗn độn trong hư không, từ bên ngoài lại cũng không thấy được chút nào bóng dáng. Thất lạc thời không tuy quỷ dị, nhưng cựu Nhật Minh tự nhiên có cựu Nhật Minh thủ đoạn, có thể đối kháng thất lạc thời không uy hiếp, cũng không cần Diệp Thần lo lắng. Diệp Thần đưa mắt nhìn Già Thiên Ma Đế rời đi, tâm tư lần nữa rơi vào kiếm vô danh trên mình. Ngươi tên này, rốt cuộc lúc nào tỉnh lại? Diệp Thần cắn răng, dùng nguyện vọng thiên tinh, nước suối vàng, tất cả loại đan dược vân. Vân, mỗi ngày cho kiếm vô danh chữa trị khôi phục, chỉ mong hắn sớm tỉnh lại. Như vậy lại qua 7 ngày, kiếm vô danh cuối cùng từ hôn mê trong trạng thái, tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, mờ mịt nhìn bốn phía hết thảy, chậm rãi ngồi dậy. Kiếm vô danh, ngươi có thể coi là tỉnh. Diệp Thần đại hỉ, kêu lên. Kiếm vô danh ngẩn ngơ, sau đó cảnh giác, bàn tay một nhiếp, bày thả trên đất xương thú kiếm, lập tức phi đạn lên, rơi vào trong tay hắn. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Thần, nói, ngươi là ai? Diệp Thần nói, ngươi lại quên ta. Kiếm vô danh ngẩn người, ánh mắt mờ mịt thất thần, chau mày, rơi vào trầm tư. Trầm tư sau một hồi, há noa một tí, phun ra một hơi đen nhánh máu bầm. Cái này miệng máu bầm, vô cùng tanh hôi, phun ra sau đó, hắn vẻ mặt buông lỏng rất nhiều, ánh mắt vậy khôi phục bình thường, hướng Diệp Thần nói, thật xin lỗi, ta tẩu hỏa nhập ma quá sâu, đa tạ ngươi chiếu cố, nếu không ta rất có thể, vĩnh viễn cũng không tỉnh lại nữa. Diệp Thần thấy hắn thanh tỉnh ánh mắt, nhất thời đại hỉ, nói, ngươi cái gì cũng nhớ ra rồi. Kiếm vô danh gật đầu một cái, ừ một tiếng. Diệp Thần hỏi, vậy ngươi là ai? Kiếm vô danh nói, ta kêu Kiếm vô danh. Dừng một chút, hắn không cùng Diệp Thần lại hỏi tiếp, tự đi nói, ta là Hồng Quân kiếm phái ghế thủ lãnh đệ tử, thập phương kiếm thánh kiếm thông thiên là sư phụ ta, cũng là hắn dưỡng dục ta lớn lên, năm đó ta vì tìm kiếm kiếm đạo đỉnh cấp nghĩa sâu xa, không để ý hắn phản đối, dứt khoát phản bội rời sư môn, bước vào Hồng Quân bí cảnh, kết quả bị vây vạn năm. Đến ngày hôm nay mới tỉnh lại, là ngươi cứu ta. Diệp Thần hưng phấn nói, ngươi toàn bộ nhớ ra rồi. Vậy thì tốt quá. Kiếm vô danh nói, luân hồi chi chủ, là sư phụ ta kêu ngươi tới tìm ta. Diệp Thần nhớ tới thập phương kiếm thánh nguy tình hình, gương mặt hơi yên lặng, nói, sư phụ ngươi, tình huống không quá hay. Lập tức, Diệp Thần đem đất tìm vực sự việc, đơn giản nói một lần. Mặc dù hắn giọng, tận lực uyển chuyển. Nhưng kiếm vô danh nghe được, thập phương kiếm thánh ngày giờ không nhiều, người sắp chết tin tức sau đó, thân thể vẫn là kịch liệt run rẩy run, ngũ quan vặn vẹo. Luân hồi chi chủ, sư phụ ta phải chết, ngươi thần thông quảng đại, không có biện pháp cứu hắn sao? Kiếm vô danh tâm trạng kích động, không nhịn được bắt Diệp Thần cánh tay. Diệp Thần thở dài nói, kiếm thánh tiền bối hiến tế thập phương kiếm tâm, cắn trả quá lớn, đã không có bất kỳ cứu vãn có thể. Coi như dùng cầu nguyện hồ tiên, thúy trúc tiên chỉ ao nước, thậm chí là người tự quyết, cũng không thể cứu chữa. Dừng một chút, Diệp Thần lại nói, ta chỉ có thể đáp ứng ngươi, chờ ta chấp trưởng luân hồi đỉnh cấp, ta sẽ đem sư phụ ngươi sống lại. Kiếm vô danh vẻ mặt hoảng hốt, nói, chờ ngươi chấp trưởng luân hồi đỉnh cấp, vậy muốn lúc nào? Hắn không nghĩ tới mình mới vừa tỉnh lại sẽ nghe như vậy tin dữ. Diệp Thần thở dài nói, đừng nói nhiều như vậy. Thời gian cấp bách, ngươi nhanh lên một chút cùng ta hồi địa tâm vực, gặp sư phụ ngươi một lần cuối. Kiếm vô danh tinh thần chấn động, nói, được, chúng ta nhanh lên một chút trở về, ta năm đó phản bội rời sư môn, tội nghiệt sâu nặng, hôm nay chỉ muốn trở lại bên người sư phụ, hướng hắn sám hối. Diệp Thần nừ một tiếng, lập tức mang kiếm vô danh, đi bí cảnh lối ra chạy đi. Ở trên đường,
Diệp Thần khá có chút hiếu kỳ, hỏi, vô danh, người năm đó bước vào Hồng Quân bí cảnh, cũng trải qua cái gì? Người chặn cầm kiếm tay, là như thế nào còn sống sót? Nói tới chỗ này, Diệp Thần nhìn một chút hắn tay cụt. Kiếm vô danh cắn răng, trong tròng mắt lộ ra phẫn hận lửa giận, nói, đều là Hạ Hầu Chính Long hại ta. Vậy thằng nhóc nhát gan, ta năm đó đụng phải Hồng Thiên Kinh, kêu hắn trợ chiến, hắn nhưng hoảng không chịu, hại ta cuối cùng bị Hồng Thiên Kinh chặt đứt một cánh tay, chờ ta sau khi đi ra ngoài, nhất định phải cầm người khác đầu trả lại. Năm đó, hắn nhiều lần bị hung thú vây khốn, đều là ta liều chết cứu hắn, nhưng cuối cùng, tên này lại không chịu giúp ta, vong ân phụ nghĩa, ta tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Nói xong lời cuối cùng, kiếm vô danh vành mắt hết sức nứt ra, hiển nhiên tức giận tới cực điểm. Diệp Thần ngẩn ngơ, trầm ngâm một hồi, nói, Hạ Hầu Chính Long, hắn đã hối cải, ở Phật trước đối diện tường suy nghĩ vạn năm, hơn nữa cuộc đời còn lại thời gian, vậy sẽ tiếp tục sám hối đi xuống. Đem ở Hạ Hầu ra kiến thức, đơn giản hướng kiếm vô danh nói một lần. Kiếm vô danh sửng sốt một chút, nói, hắn đã biết sai rồi. Diệp Thần gật đầu một cái, nói, là biết sai rồi, nhưng nếu như ngươi muốn giết hắn mà nói, ta sẽ không ngăn cản, đây là ngươi nhân quả, chỉ là, sư phụ ngươi ngày giờ không nhiều, ngươi động tác phải nhanh lên một chút, không nên trễ nãi liền thời gian. Kiếm vô danh cả người chấn động một cái, nghĩ tới sư phụ, trong mắt lửa cừu hận, cũng là mở đi xuống. Hiện tại, so với báo thù, rõ ràng cho thấy trở về gặp thập phương kiếm thánh quan trọng hơn. À, thôi, nếu hắn đã sám hối, ta cũng không cần phải dây dưa tiếp nữa, huống chi, nếu như không phải là hắn mà nói, ta cũng không sẽ lĩnh ngộ được cao như vậy sâu kiếm đạo. Kiếm vô danh ánh mắt đông lại một cái, tay trái nghiêng cầm xương thú kiếm, lưỡi kiếm mũi nhọn, cùng hắn trong mắt mũi nhọn, dung như vậy một thể. Giờ khắc này, hắn tóe ra kiếm đạo hơi thở, thậm chí so với thập phương kiếm thánh còn lợi hại hơn, mũi nhọn thịnh, đơn giản là muốn chọc phá trời vậy. Diệp Thần cả kinh, nói kiếm ngươi nói. Kiếm vô danh nói, năm đó, ta bị Hồng Thiên Kinh chặt đứt cánh tay phải sau đó, chạy nạn đến bí cảnh chỗ sâu, không có cầm kiếm tay, ta cơ hồ phải bị đầy khắp núi đồi hung thú giết chết. Nhưng thật may, tuyệt cảnh để gặp, ta bắt được Hồng Quân lão tổ một chút còn sót lại ý chí, cuối cùng lấy giết chứng đạo, kiếm đạo vượt qua đỉnh cấp, có hôm nay thành tựu. Chỉ là, Hồng Quân lão tổ còn sót lại ý chí, uy lực quá lớn, cộng thêm ta tự thân cừu hận oán niệm quá lớn, cuối cùng ta tẩu hỏa nhập ma, mất đi lý trí, cho đến ngày hôm nay, luân hồi chi chủ ngươi xuất hiện, mới đưa ta cứu vãn lại được. Sau này, luân hồi chi chủ, ta sẽ giúp ngươi đối kháng vạn khư, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta vào nơi dầu sôi lửa bỏng, tại chỗ không chối từ. Nói xong lời cuối cùng, kiếm vô danh nhìn về Diệp Thần trong ánh mắt, mang một chút cảm kích. Diệp Thần cứu vãn hắn, hắn đã quyết định đã chết tương báo. Coi như vạn khư mạnh mẽ, hắn vậy sẽ đứng ở Diệp Thần bên này. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, nghe được kiếm vô danh mới vừa nói, nhưng chỉ nghe được lấy giết chứng đạo bốn chữ, nói, lấy giết chứng đạo. Ngươi làm sao cái chứng đạo pháp? Minh tự quyết trung cực nghĩa sâu xa, bạo thiên binh, chính là cần dựa vào lấy giết chứng đạo tới lĩnh ngộ. Mà kiếm vô danh chứng đạo phương pháp, cũng là lấy giết chứng đạo, có lẽ ở trên người hắn, có thể được linh cảm gì. Kiếm vô danh khá là nghi ngờ, nói, lấy giết chứng đạo, đó chính là giết hại chứng đạo à, ta không ngừng săn giết hung thú, chui luyện kiếm đạo, vậy cũng rất đơn giản, chỉ là sát nghiệt sâu nặng, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma mà thôi. Diệp Thần ánh mắt bỗng sáng lên, đúng rồi, lấy giết chứng đạo, cũng không nhất định muốn thật giết sạch bên người người thân cận. Ở trong giết hại tách thả ra, đang không ngừng chiến đấu cùng trong máu tươi, có lẽ cũng có thể cảm ngộ cuối cùng đại lộ chí lý. Thái thượng vong tình, không nhất định nếu không phải là lãnh huyết vô tình, chỉ phải giữ vững đầu óc tính táo, như cũ có dòm ngó gặp đại đạo hy vọng. Nghĩ tới đây, Diệp Thần đầu óc nhất thời thanh tỉnh, tinh thần làm rung lên. Có lẽ, xem kiếm vô danh như vậy, dựa vào không ngừng chiến đấu cùng sát phạt, hắn cũng có thể chứng đạo thành công. Ngay tại Diệp Thần suy tư để gặp, một cổ như có như không cổ quái mùi, đột nhiên đem hắn suy nghĩ, kéo trở lại. Cái này cổ khí vị, mang lá cỏ mát rượi, lại có mùi máu tanh, đặc biệt cổ quái. Luân hồi chi chủ, chậm. Kiếm vô danh ánh mắt trầm xuống, cản lại Diệp Thần, tựa hồ cảm giác được nguy hiểm gì. Nhưng gặp ở hai người phía trước,
đột nhiên có từng mảnh cỏ xanh toát ra. Vậy từng mảnh cỏ xanh, mỗi một phiến lá cỏ, lại có thể cũng phơi bày trường kiếm hình dáng, kiếm phong sắc bén, là một loại vô cùng là đặc thù kiếm cỏ. Kiếm kia cỏ bên trên, mơ hồ mang theo máu vảy dấu vết, không biết từng giết bao nhiêu người. Đây là cái gì? Diệp Thần nhất thời ngạc nhiên, vẫn là lần đầu tiên thấy như thế cổ quái lá cỏ. Kiếm Vô Danh nắm xương thú kiếm, nói, là vạn khư con cờ, linh lung kiếm cỏ. Hắn vừa mới dứt lời, vậy linh lung kiếm cỏ, tràn đầy núi khắp nơi điên cuồng sinh trưởng, phát ra suy 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 tiếng vang, một phiến phiến lá cỏ, như phi kiếm vậy chém chết tới. Kiếm Vô Danh khua kiếm như hắt mực, đem bắn tới kiếm cỏ, toàn bộ chặt đứt, mang Diệp Thần lui về phía sau. Diệp Thần khá là kinh ngạc, nói, vạn khư con cờ. Kiếm Vô Danh suy nghĩ một chút, liền nói, ừ, trước đây thật lâu, Vũ Hoàng Cổ Đế tự mình đã tới Hồng Quân bí cảnh, cũng cướp được Phạm Thiên Thần Công, hắn trước khi đi để lại hai con cờ. Vậy hai con cờ, trong đó một viên, đã phản bội. Một viên khác, chính là cái này linh lung kiếm CMN. Hắn tiếng nói rơi xuống, vậy linh lung kiếm cỏ điên cuồng lan tràn, đã đến che khuất bầu trời khủng bố tình cảnh. Trên trời dưới đất, toàn bộ là từng bụi cỏ xanh, chi chít, chút nào không ra gió, hình thành một cái to lớn cỏ xanh cũi, đem Diệp Thần cùng Kiếm Vô Danh, hoàn toàn bao phủ vào. Ha ha ha, không nghĩ tới luân hồi chi chủ cũng ở nơi đây, xem ra ta ngày hôm nay muốn lập được ngút trời công lớn. Cỏ xanh cũi bên trong, có một cái gương mặt dữ tợn, đầu đầy xanh phát cô gái, bóng người nổi lên, nhưng là linh lung kiếm cỏ khí linh, gọi là linh lung kiếm nữ. Nàng ánh mắt bên trong, mang theo to lớn tham lam, hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Thần. Nàng phụng Vũ Hoàng Cổ Đế mệnh lệnh, tìm đuổi giết Kiếm Vô Danh, lại không nghĩ rằng lúc đầu Diệp Thần, lại có thể và Kiếm Vô Danh chung một chỗ. Phải biết, Diệp Thần nhưng mà vạn khư địch nhân số một, nếu như đem hắn giết chết, thật là bao lớn công lao. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, nhưng cảm thấy cái này linh lung kiếm cỏ hơi thở, lại có thể và thập phương kiếm tâm có chút tương tự, nói, đây chính là linh lung kiếm cỏ sao. Hơi thở có chút cổ quái. Kiếm Vô đay như một tiếng, nói, linh lung kiếm cỏ, nhưng thật ra là thập phương kiếm tâm linh khí, bồi bổ đi ra ngoài đặc thù thực vật. Năm đó, sư phụ ta Kiếm Thông Thiên, từng cùng Vũ Hoàng Cổ Đế, tranh đoạt qua thập phương kiếm tâm, cuối cùng là sư phụ ta may mắn cướp được, bất quá Vũ Hoàng Cổ Đế cũng có thu hoạch. Cướp được thập phương kiếm tâm kèm kiếm cỏ, cũng thu là con cờ. Diệp Thần bừng tỉnh hiểu ra, lúc đầu cái này linh lung kiếm cỏ, lại là thập phương kiếm tâm kèm thực vật, sau lưng chủ nhân, nhưng là Vũ Hoàng Cổ Đế. Kiếm Vô Danh, luân hồi chi chủ, các ngươi ngày hôm nay liền táng thân ở chỗ này đi. Lão Tổ à, ban cho ta lực lượng, luân hồi chi chủ ở chỗ này, mời ban thưởng ngươi sức mạnh to lớn, đem hắn chu diệt đi. Linh lung kiếm nữ ngửa mặt lên trời khấn cầu, lại có thể hướng rất xa vạn khư thần điện, thỉnh cầu ban phúc lực lượng. Diệp Thần cùng Kiếm Vô Danh, đều là thần sắc đại biến. Bọn họ coi như mạnh hơn đi nữa, cũng không khả năng là Vũ Hoàng Cổ Đế địch thủ. Một khi Vũ Hoàng ý chí hạ xuống, đó chính là chết. Mau phá đánh ra. Diệp Thần rút ra Hoang Ma Thiên Kiếm, một kiếm đi về trước chém thẳng. Kiếm Vô Danh cũng là khua kiếm chém chết. Cùng Diệp Thần song kiếm hợp bích, kiếm khí bừng bừng, suy rồi một tiếng, ung dung xé linh lung kiếm cỏ cũi bình phong che chở. Cái này linh lung kiếm cỏ, giam cầm mặc dù lợi hại, nhưng ở Diệp Thần cùng Kiếm Vô Danh dưới kiếm, cùng giấy dán kém không nhiều, căn bản không tạo thành uy hiếp. Cái gì? Linh lung kiếm nữ thấy vậy, cũng là thần sắc biến đổi. Hiển nhiên, Diệp Thần cùng Kiếm Vô Danh thực lực, vượt quá nàng tưởng tượng. Ung ung. May mắn tốt vào lúc này, trên trời dị tượng chấn động, có sấm sét cương khí mãnh liệt lên. Ha ha ha, lão tổ uy nghiêm hạ xuống, các ngươi chết chắc. Linh lung kiếm nữ thấy bầu trời dị tượng, nhất thời đại hỉ. Nàng mới vừa hướng vạn khư khấn cầu, hiện tại Vũ Hoàng Cổ Đế uy nghiêm, lập tức hạ xuống, đây là kinh khủng bực nào tốc độ, có thể gặp Vũ Hoàng Cổ Đế đối với Diệp Thần cừu hận cùng coi trọng, vừa nghe đến có Diệp Thần tiếng thở, lập tức không để ý quy tắc. Rơi xuống sát phạt, phải đem Diệp Thần hoàn toàn chu diệt. Diệp Thần con người co rúc lại, vọng về phía chân trời. Nhưng hôm nay không bên trong, một cái to lớn cổ xưa kiểu chữ, rơi xuống. Cái chữ này thể, kim quang sáng chói, chấp động Phạm Thiên Thần Công hơi thở,
là một cái đều là chữ. Phạm Thiên chín bí, Lâm Binh đấu giả đều là trận liệt đi tới trước. Cái này đều là chữ, đang đại biểu đều là tự quyết. Không tốt. Diệp Thần mặt liền biến sắc, nhưng gặp kim quang kia đều là chữ, rơi vào Linh Lung kiếm nữ trên thân thể. Rắc rắc sát. Linh Lung kiếm nữ thân thể, nhất thời gân cốt nổ tung, khí thế tăng vọt, có vô cùng minh mông thô bạo, tràn ngập ra, một bộ cổ xưa tiên bào thêm thân, để cho được nàng giống như lột xác thành vạn tiên tổ vậy, muốn chân áp hết thảy. Đều là tự quyết, vạn pháp quy hư, chấn. Linh Lung kiếm nữ bàn tay đè xuống, một cái kim quang đều là chữ hiện lên, hướng Diệp Thần cùng kiếm vô danh áp chế đi. Diệp Thần cùng kiếm vô danh, đều là nghẹt thở, chỉ cảm thấy vô cùng áp lực. Đều là tự quyết, trên thực tế là một môn hóa công đại pháp, có thể hóa điệu người võ đạo tu vi, để cho người biến thành phế vật. Đều là cái chữ này, ở cổ xưa nghĩa sâu xa bên trong, có kỳ về không ý. Quay về không, là đều là chữ bản nghĩa, sau đó dẫn thân ra cũng toàn từ nghĩa, biến thành bây giờ ý của trời. Nhưng trong thực tế, đều là cái chữ này, ngọn nguồn nghĩa sâu xa, là quay về không. Đều là tự quyết vừa ra, thiên địa quay về không, hết thảy đều phải đi về phía tiêu diệt, tất cả quy tắc đều phải làm tan rã. Cái này đều là tự quyết, dùng trên cơ thể người trên mình, vậy thì hóa công đại pháp, vạn pháp quy hư, muốn phai mở thân thể con người hết thảy võ đạo tu vi. Diệp Thần chỉ cảm thấy nghẹt thở, trọn đời sở học võ đạo thần thông. Ở nơi này đều là tự quyết chấn áp xuống, lại có tan vỡ tan rã dấu hiệu. Đây chính là Vũ Hoàng cổ đế uy nghiêm sao? Diệp Thần một hồi hoảng hốt, cái này đều là tự quyết, đại biểu Vũ Hoàng cổ đế, một phần tỷ, không đáng kể một chút uy nghiêm. Bởi vì nơi này là hắc ám cấm hải, quy tắc hạn chế so địa tâm vực còn lớn hơn, Vũ Hoàng cổ đế cho dù uy nghiêm đích thân tới, vậy không phát huy ra nhiều ít hiệu quả. Nhưng, Vũ Hoàng cổ đế tu vi đích thực quá đáng sợ, coi như cái này đều là tự quyết, chỉ có hắn đỉnh cấp một phần tỷ, bàn về uy lực, vậy đủ để hóa điệu Diệp Thần võ đạo, từ đó đem Diệp Thần giết chết. Vũ Hoàng cổ đế, không nghĩ tới uy nghiêm của hắn, lại có thể đột phá hắc ám cấm hải hạn chế, hạ xuống ở chỗ này. Kiếm vô danh thần sắc cũng là ngưng trọng, cái này đều là tự quyết, uy nghiêm quá đáng sợ, hắn cùng Diệp Thần muốn thoát thân, chỉ sợ không quá dễ dàng. Diệp Thần cắn răng, tâm tư chớp động, nói, vô danh, ngươi trở về gặp sư phụ ngươi, ta trước ngăn lại nàng. Nói xong, Diệp Thần phẩy tay áo một cái bảo, tướng kiếm vô danh xa xa đưa đi. Sau đó, Diệp Thần sử dụng hoàng tuyền đồ, hoàng tuyền giang sơn mở ra, đối kháng đều là tự quyết đánh vào. Kiếm vô danh ngẩn ngơ, lại không nghĩ rằng Diệp Thần lại muốn một mình lưu lại. Ha ha ha, luân hồi chi chủ, ngươi một thân một mình. Chỉ sợ không ngăn được lão tổ uy nghiêm. Linh Lung kiếm nữ cười to, vậy đều là tự quyết kim quang vạn trượng, hung mãnh từ trên trời hạ xuống, Diệp Thần hoàng tuyền giang sơn, lại khắp nơi sụp đổ, khắp nơi làm tan rã, phải bị hoàn toàn phai mờ. Đều là tự quyết, vạn pháp quy hư, thiên địa quay về không, hết thảy đi về phía diệt vong, không chỉ là hóa công đại pháp, thậm chí có thể mài hóa thiên địa, tiêu diệt hết thảy, là hết sức hắn đáng sợ thần thông. Uy lực không cách nào tưởng tượng to lớn. Diệp Thần hoàng tuyền đồ, ở đều là tự quyết bao phủ hạ, lại có thể cũng có xóa nhòa nguy hiểm. Mắt xem hoàng tuyền giang sơn, mọi chỗ sụp đổ, Diệp Thần nội tâm cũng là vô cùng ngưng trọng, đang muốn phấn khởi phản kích, nhưng vừa lúc đó, một đóa màu đen hoa sen, từ 9 tầng trời trên bầu trời, chậm rãi bay xuống. Cái này đóa màu đen hoa sen, mang theo nồng nặc ma khí. Cái này cổ ma khí. Cùng tầm thường ma khí, rất không cùng, mang theo một loại ngày cũ hơi thở. Cựu Nhật Minh, ma tổ vô thiên. Linh Lung kiếm nữ thấy cái này đóa màu đen hoa sen, nhất thời thần sắc hoảng hốt, cả người phát run. Nhưng gặp màu đen hoa sen tách ra, một người mặc áo bào đen, mái tóc dài bù xù, gương mặt nặng mặc người đàn ông trung niên, chậm rãi nổi lên, chính là ma tổ vô thiên. Ma tổ vô thiên bóng người, mơ hồ, hiển nhiên chỉ là một món hư ảnh. Nhưng cho dù là hư ảnh, hắn một hạ xuống, như cũ dẫn phát hào hùng dị tượng. Ở giữa thiên địa, ma khí kịch liệt chấn động, hết thảy quy tắc đều ở đây hướng hắn thần phục. Sắc sắc, sắc sắc, sắc sắc. Ở ma tổ vô thiên quanh thân, một phiến phiến xương trắng như sầm uất tách thả ra, sau đó lại nổ tung chôn vùi đi, cảnh tượng vô cùng nguy nga. Ta hắc ám cấm hải địa bàn,
còn chưa tới phiên Vũ Hoàng Cổ Đế làm loạn. Ma Tổ Vô Thiên lạnh lùng cười một tiếng, như Phật Đà vậy cầm hoa chỉ một cái. Suy, hắn chỉ điểm một chút giết ra, vậy đều là tự quyết nhất thời nổ tung, toàn bộ kiểu chữ hóa thành đầy trời nhỏ vụn kim quang, hoàn toàn tiêu tán đi. Vũ Hoàng Cổ Đế uy nghiêm, cũng là theo gió rồi biến mất. Diệp Thần cả kinh thất sắc, ở hắn trước mắt, vô cùng khó giải quyết đều là tự quyết, Ma Tổ Vô Thiên ra tay một cái, lại ung dung phá giải. Cái này Ma Tổ Vô Thiên, quả nhiên cường hãn. Diệp Thần phòng bị không dứt, hôm nay Ma Tổ Vô Thiên phủ xuống, chỉ là một đạo vô cùng là hư ảo bóng dáng mà thôi, liền bản thể một phần tỷ thực lực cũng chưa tới, nhưng cũng có đáng sợ như vậy thực lực. Có thể tưởng tượng được, Ma Tổ Vô Thiên chân thân, có cường hãn dường nào. Người này, không hổ là cựu Nhật Minh Minh Chủ, ngày cũ thời đại thạc quả còn sót chí tôn cao thủ, đời này hạng trước ba siêu cấp cường giả, thực lực không cách nào tưởng tượng khủng bố. Cho dù là Vũ Hoàng Cổ Đế chân thân, cũng không dám trực tiếp xông vào Hắc Ám Cấm Hải địa bàn. Ở Hắc Ám Cấm Hải bên trong, Ma Tổ Vô Thiên là duy nhất chân thần, cao cao tại thượng, chí tôn vô địch, không người chống lại. Phốc xích, Linh Lung kiếm nữ há mồm phun ra máu tươi. Theo đều là tự quyết bị phá, nàng vậy được nghiêm trọng cắn trả. Ma Tổ Vô Thiên, coi là ngươi lợi hại. Linh Lung kiếm nữ ánh mắt mang theo sợ hãi cùng kính sợ, nhưng cũng không dám lưu lại nữa, thân thể chớp mắt, lập tức chạy trốn. Đầy khắp núi đồi kiếm cỏ, lập tức biến mất được sạch sẽ. Ma Tổ Vô Thiên cũng không có đuổi giết, hắn chỉ là một món hư ảo bóng dáng, bất tiện dính quá nhiều nhân quả. Thật ra thì, coi như là hắn chân thân. Cũng không thể tùy tiện bại lộ. Hắn là ngày cũ thời đại cường giả, mà ngày cũ thân thể, đã không cách nào thích ứng thời đại mới quy tắc, cho nên hắn cần đào tạo đồ đựng, đoạt xác giả thiên ma đế. Hôm nay rơi xuống một đạo hư ảnh, đối với Ma Tổ Vô Thiên mà nói, đã là chuyện cực kỳ nguy hiểm tình, rất có thể đưa tới cũ mới mâu thuẫn, cắn trả tự thân. Bất quá, Vũ Hoàng Cổ Đế uy nghiêm, lại dám trực tiếp hạ xuống đến Hắc Ám Cấm Hải, đây là đạp mặt hắn. Hắn tự nhiên không thể ngồi coi bỏ mặc. Diệp Thần cùng Kiếm Vô Danh, đều là mang phòng bị cùng kính sợ thần sắc, nhìn Ma Tổ Vô Thiên. Vị này trong truyền thuyết ngày cũ cường giả, nhưng mà và Vũ Hoàng Cổ Đế như nhau nhân vật thần bí. Ngươi chính là Luân Hồi Chi Chủ sao? Thật lâu không gặp. Ma Tổ Vô Thiên ánh mắt híp lại, nhìn về Diệp Thần. Hắn là lần đầu tiên thấy Diệp Thần, nhưng Diệp Thần kiếp trước, Luân Hồi Chi Chủ, hắn nhưng là đã gặp. Sau đó, Ma Tổ Vô Thiên lại nhìn xem Kiếm Vô Danh, nói, Hồng Quân kiếm đạo người thừa kế, ngươi và Luân Hồi Chi Chủ, có hứng thú gia nhập ta cựu Nhật Minh sao? Diệp Thần cùng Kiếm Vô Danh nhìn nhau. Kiếm Vô Danh như cũ yên lặng. Diệp Thần suy tư một hồi, tiến lên trước một bước, hướng trước Ma Tổ Vô Thiên chắp tay nói cảm ơn, nói, đa tạ tiền bối giải vây cứu giúp. Sau đó sẽ nói, ta Luân Hồi Đạo Pháp, cùng ngày cũ chi đạo không cho. Chỉ sợ không thể bái nhập tiền bối tọa hạ. Kiếm Vô Danh cũng nói, Ma Tổ Vô Thiên, ngươi giết ta có thể, nhưng phải gọi ta vì ngươi cống hiến, đó là tuyệt đối không thể nào, ta Kiếm, sẽ không bị người bất kỳ lấn áp. Ma Tổ Vô Thiên nghe được hai người cự tuyệt, nhưng cũng không tức giận, nói, không sao, các ngươi có tự do của các ngươi, ta cựu Nhật Minh và Vạn Khư Thần Điện không cùng, ta cho tới bây giờ sẽ không cưỡng bách người làm bất cứ chuyện gì. Vừa nói, Ma Tổ Vô Thiên hư ảnh đáp xuống, đi tới Diệp Thần bên người. Nhất thời lúc đó, Diệp Thần có dũng khí cảm giác hít thở không thông. Ma Tổ Vô Thiên mang cho hắn uy áp, quá mạnh mẽ, cực đoan nguy hiểm. Có thể tưởng tượng, nếu như và cường giả loại này, xé rách ra mặt nói, vậy cục diện đem không cách nào thu thập. Ma Tổ Vô Thiên cười nói, bất quá, có chút nhân quả, là thời điểm muốn thanh toán một chút. Diệp Thần trong lòng rét một cái. Lại nghe Ma Tổ Vô Thiên tiếp tục nói, ta có một cái hộ pháp, là ngày cũ tinh thú, hắn kêu Karura, là một đầu kim xí đại bằng chim, ngươi còn nhớ. Diệp Thần nói, nhớ, hắn bị thân đồ thiên âm một trường giết chết. Ma Tổ Vô Thiên lắc đầu một cái, nói, không, trở về Tố Nguyên, hắn là bởi vì ngươi mà chết, là ngươi hại chết hắn. Diệp Thần ánh mắt run lên, nói tiền bối kia muốn phải như thế nào? Muốn ta đền mạng sao? Ma Tổ Vô Thiên cười nói, vậy ngược lại không cần, ta thủ hạ kia tánh mạng tuy quý giá, nhưng vô luận như thế nào, đều không thể cùng Luân Hồi Chi Chủ so sánh, nhưng ngươi hại chết hắn, dù sao phải cho ít bồi thường.
Diệp Thần không muốn cùng ma tổ vô thiên xé rách ra mặt, nói tiền bối muốn bồi thường gì. Ma tổ vô thiên chỉ Diệp Thần, nói, ngươi sưu tầm có một viên trấn diệt yêu đá, lấy ra giao cho ta đi. Trấn diệt yêu đá. Diệp Thần nghe được ma tổ vô thiên cái yêu cầu này, không khỏi sững sờ một chút. Trấn diệt yêu đá, là một khối đặc thù đá, Diệp Thần ở huyết yêu tộc bắt được. Lúc ấy, là thiên yêu kêu hắn thu lấy trấn diệt yêu đá, còn bảo hắn đem tới, đến hắc ám cấm hải sau đó, đem khối này trấn diệt yêu đá, giao cho một cái kêu lầy yêu thánh người. Chỉ là, lần này Diệp Thần tới hắc ám cấm hải, là vì tìm kiếm vô danh, cho nên cũng không có quản trấn diệt yêu thạch sự việc, dự định sau này lại xử lý. Nhưng không nghĩ tới, ma tổ vô thiên mở miệng, lại muốn Diệp Thần cầm ra trấn diệt yêu đá, coi là bồi thường. Khối này trấn diệt yêu đá, có thể đưa tới thiên yêu cùng ma tổ vô thiên coi trọng, tuyệt đối không đơn giản. Ma tổ vô thiên cười nói, không sai, trấn diệt yêu đá, nhưng thật ra là hồng quân địa mạch kết tinh lệ khí biến thành, năm đó bị huyết yêu tộc tổ sư ra, cổ yêu chí tôn đoạt đi, hôm nay, cổ yêu chí tôn đã sớm chết, cái này trấn diệt yêu đá, thiên hạ tới giữa, trừ ta ra, không người có thể chế trụ lệ khí, người giao cho ta đi. Nghe được ma tổ vô thiên mà nói, Diệp Thần trong lòng đại chấn, đầu như bị sét đánh vậy, một phiến chỗ trống. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vậy trấn diệt yêu đá, lại có thể và hồng quân bí cảnh có liên quan. Hồng quân bí cảnh trọng yếu nhất bảo vật, chính là địa mạch kết tinh, già thiên ma đế đã đi tìm. Mà vậy địa mạch kết tinh, năm đó mang theo lệ khí, cuối cùng cái này một món lệ khí, thả ra ngoài, hóa thành trấn diệt yêu đá. Nói cách khác, trấn diệt yêu đá, là hồng quân địa mạch kết tinh tà ác một mặt, mang theo vô cùng là đậm đà lệ khí cùng yêu tính. Diệp Thần quá mức kinh ngạc, cho tới ngây tại chỗ. Ma tổ vô thiên tiến lên một bước, nói, giao ra trấn diệt yêu đá, người ta nhân quả thanh toán xong, sau này còn có thể làm bạn bè. Ha ha, chờ ta bắt được trấn diệt yêu đá, sau này lại đoạt xác ma đế, tránh ta một thể, ta chính là hồng quân lão tổ hóa thân. Đến lúc đó, ta chu diệt vạn khư, giết chết phú hoàng cổ đế, luân hồi chi chủ, người cũng không cần lo lắng sợ hãi nữa, ta sẽ ban cho ngươi che chở, để cho ngươi vĩnh hưởng thiên phúc, như thế nào? Hiện tại, già thiên ma đế đi tìm hồng quân địa mạch kết tinh. Ma tổ vô thiên, có tuyệt đối lòng tin, hắn tin tưởng ma đế, có thể thuận lợi cướp lấy kết tinh. Như vậy thứ nhất, ma đế chiếm cứ địa mạch chính diện, hắn hấp thu trấn diệt yêu đá, chiếm cứ tả mặt. Chờ sau này đoạt xác kế hoạch lâu dài thành công, tránh tà một thể, hắn đủ để nghịch thiên cải mệnh. Phải biết, vậy địa mạch kết tinh, hàm chứa hồng quân lão tổ hừng hực ý chí, nếu như tránh tà một thể dung hợp, liền có thể thừa kế hồng quân lão tổ đạo thống, tương đương với trở thành hồng quân hóa thân, hùng bá chư thiên, không nói ở đây. Ma tổ vô thiên lời nói này, nói được đặc biệt thành khẩn, liền liền Diệp Thần, tinh thần đều bị hắn đầu độc, móc ra trấn diệt yêu đá, chuẩn bị giao ra. Không, tiểu tử, không thể đem đồ vật giao ra. Vừa lúc đó, thiên yêu tiếng quát, từ Diệp Thần trong đầu vang lên. Diệp Thần cả người chấn động một cái, nhất thời thanh tỉnh, sau lưng suốt mồ hôi lạnh cả người, vội vàng đi về sau bay ngược, cùng ma tổ vô thiên kéo ra khoảng cách. Cái này ma tổ vô thiên, đích thực quá đáng sợ, mới vừa lúc nói chuyện, bất chi bất giác, lại có thể đầu độc Diệp Thần tinh thần. Phải biết, Diệp Thần đạo tâm ý chí, vô cùng cường hãn, thậm chí có võ tổ đạo tâm, nhưng tại mới vừa, mặt đối mặt nói chuyện, hắn đạo tâm lại có thể bị đầu độc, thiếu chút nữa thất thủ. Có thể tưởng tượng được, cái này ma tổ vô thiên, thần hồn lực lượng có đáng sợ dường nào. Diệp Thần toát ra mồ hôi lạnh, thật sâu là già thiên ma đế lo âu. Ma tổ vô thiên đầu độc, thủ đoạn cường hãn như vậy, liền Diệp Thần cũng thiếu chút nữa thất thủ, già thiên ma đế có thể đỡ nổi. Làm sao? Luân hồi chi chủ, người không chịu đem đồ giao cho ta sao? Ma tổ vô thiên thấy Diệp Thần lui về phía sau, trầm giọng hỏi. Thiên yêu cảnh cáo Diệp Thần nói, thằng nhóc, vật này, người chỉ có thể giao cho yêu thánh, nếu như giao cho ma tổ vô thiên, vậy cục diện đem hoàn toàn mất đi khống chế. Ma tổ vô thiên tu vi, chân thực cường hãn, nếu như trấn diệt yêu đá, rơi vào trong tay hắn, vậy sau này vận mệnh, thì không phải là Diệp Thần có thể nắm trong tay. Diệp Thần trong lòng rét một cái, đem trấn diệt yêu đá thu, nói, vô thiên tiền bối, vật này, xin thứ cho ta không thể cho ngươi, ngươi muốn phải bồi thường, ta có thể cho ngươi đan dược, linh thạch,
hoặc là cái khác thiên tài địa bảo. Mà Tổ Vô Thiên nói, những vật khác, ta một mực không muốn, ta chỉ cần trấn diệt yêu đá. Diệp Thần nói, xin thứ cho ta không cách nào cho ngươi. Mà Tổ Vô Thiên nói, ngươi thật không cho. Diệp Thần lắc đầu một cái, nói thứ cho khó khăn tòng mệnh, bồi thường chuyện, chúng ta vẫn là thương lượng một chút nữa. Mà Tổ Vô Thiên cười lạnh một tiếng, nói, không cần thương lượng, ngươi cũng không chịu giao ra trấn diệt yêu đá, vậy ta liền cho ngươi một chút dạy bảo. Nói xong, Mà Tổ Vô Thiên đột nhiên một trường giết ra. Trong thoáng chốc, thiên địa ma khí cuồn cuộn, khí lưu nổ. Một trường này giống như bị điên sấm sét, tốc độ cực nhanh, hung hăng khắc ở Diệp Thần trên ngực. Phốc xích, Diệp Thần ngực, lập tức lõm sụp xuống, tại chỗ phun ra máu tươi, thân thể chật vật đổ bay ra, cuối cùng hung hăng rơi xuống đất, trong chốc lát hơi thở ngưng đọng chất, lại liền bò dậy cũng hết hơi, bị thương rất nặng. Đáng sợ hơn phải, Mà Tổ Vô Thiên một trường này, mang theo hắn ý chí. Cổ ý chí này, như cùng một cây đao, thật sâu cắm ở Diệp Thần trong trái tim, giống như ác mộng vậy quanh quẩn không tiêu tan. Từ nay về sau, Diệp Thần trong nội tâm, từ đầu đến cuối quanh quẩn một cổ ác mộng, đó là Mà Tổ Vô Thiên mang cho hắn ác mộng, tùy thời có thể để cho hắn tẩu hỏa nhập ma. Ha ha, luân hồi chi chủ, người dẫu sao là ma đế bằng hữu, ta cũng không muốn giết ngươi. Lần này, là cho ngươi điểm dạy bảo. Ta một trưởng này, lực đạo không nhẹ, hy vọng ngươi có thể chịu đựng qua đi. Nếu như chịu đựng bất quá, đó cũng là ngươi tu vi quá kém, không trách ta. Mà Tổ Vô Thiên thu bàn tay về, cười lạnh mấy tiếng. Sau đó, hắn hư ảnh thân thể, dần dần tiêu tản mát, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Luân hồi chi chủ, không có sao chứ. Kiếm Vô Danh lật đật chạy qua tới, đem Diệp Thần đỡ dậy. Diệp Thần cắn răng, vùng vẫy bỏ dậy, lại nôn mửa mấy hớp máu bầm, hơi thở rốt cuộc chót lọt một ít. Ngay sau đó, Diệp Thần ngồi xếp bằng, mở ra bát quái thiên đan thuật cùng luân hồi linh bia, chữa trị tự thân. Thật may Mà Tổ Vô Thiên, chỉ là một món hư ảnh, hơn nữa hắn vậy không dùng toàn lực, cho nên cho Diệp Thần tạo thành thương thế, còn ở trị liệu trong phạm vi. Diệp Thần điều dưỡng nửa ngày, chính là hoàn toàn khôi phục, ngực vết thương liền dấu vết đều không lưu lại. Kiếm Vô Danh kinh hãi, nói, luân hồi chi chủ, ngươi. Ngươi nhanh như vậy liền khỏi hẳn. Diệp Thần gật đầu một cái, nhưng gương mặt như cũ ngưng trọng, nói thân thể thương thế là khỏi rồi, nhưng tinh thần vết thương, chỉ sợ không khôi phục dễ dàng. Mà Tổ Vô Thiên một trưởng này, cường hãn, để lại cho Diệp Thần dạy bảo, cũng là cực kỳ sâu sắc. Diệp Thần thân thể thương thế, dĩ nhiên là hoàn toàn hết bệnh, nhưng tinh thần bị đánh vào vết thương. Lại giống như ác mộng vậy, quanh quẩn hắn đạo tâm, từ đầu đến cuối không thể tản đi. Hiện tại, Diệp Thần chỉ cần vừa nhắm mắt, liền có thể cảm nhận được Mà Tổ Vô Thiên khủng bố. Cái này cổ nghịch thiên đại khủng bố, chính là một cơn ác mộng, ảnh hưởng nghiêm trọng Diệp Thần tinh thần, rất dễ dàng để cho hắn tẩu hỏa nhập ma. Kiếm Vô Danh nói, vậy làm sao bây giờ? Diệp Thần khẽ mỉm cười, nói, không sao, ta đạo tâm, không như vậy dễ dàng tan vỡ. Đi về trước địa tâm vực nói sau. Tuy nói ác mộng quấn quanh, nhưng Diệp Thần cũng không có quá mức lo lắng, sự việc còn có biện pháp giải quyết. Mà Tổ Vô Thiên mang cho hắn vết thương, có thể dùng Linh Khư Thiên Châu khôi phục. Đã từng thuộc về Vạn Khư Linh Khư Thiên Châu, hiện tại đã rơi xuống Diệp Thần trên tay. Chỉ cần Linh Khư Thiên Châu linh khí, có thể khôi phục như cũ, đủ để bồi bổ Diệp Thần tinh thần, từ đó thoát khỏi Mà Tổ Vô Thiên ác mộng ảnh hưởng. Dẫu sao, viên này Thiên Châu, có thể diễn hóa Khư Uyên tiên cảnh, vậy phiến tiên cảnh, chính là ngày xưa Vạn Khư Thần Điện, đào tạo đệ tử chân truyền địa phương. Nếu như tiên cảnh lại đến, cái gì đó ác mộng ma khí, đều phải tan thành mây khói. Cho nên, ác mộng dạy bảo mặc dù sâu sắc, nhưng Diệp Thần cũng không có gì hốt hoảng, trong lòng có đối phó phương pháp. Kiếm Vô Danh nói, luân hồi chi chủ, người thật không có chuyện. Diệp Thần con người đông lại một cái, nói yên tâm, tạm thời còn chưa chết, chúng ta nhanh đi về đi, nếu không sư phụ ngươi không kịp đợi. Kiếm Vô Danh nhớ tới sư phụ, một hồi lo âu, lúc này ngưng trọng gật đầu. Sau đó, Diệp Thần mang Kiếm Vô Danh, nhanh chóng rời đi Hồng Quân bí cảnh, trở lại địa tâm vực. Lần này Hắc Ám Cấm Hải chuyến đi, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, tìm được Kiếm Vô Danh. Diệp Thần lớn nhất thu hoạch, nhưng là Vọng Thư Thiên Châu.
Viên này vọng thư thiên châu, là ánh trăng ngọn nguồn, đối với Diệp Thần mà nói, mặc dù không có ích gì, nhưng nếu như đưa cho Hạ Nhược Tuyết, đủ để cho Hạ Nhược Tuyết trăng sáng thiên thư lột xác. Một khi trăng sáng thiên thư, dung hợp vọng thư thiên châu, nhất định có thể thăng cấp thành cao nhất thiên thư. Thậm chí, Diệp Thần cảm giác được, sau khi thăng cấp trăng sáng thiên thư, uy lực sẽ trăm lần tăng cường, thậm chí có thể cùng vô vô thiên thư sánh bằng. Hạ Nhược Tuyết trăng sáng đạo pháp, tu vi vô cùng tinh thâm, viên này vọng thư thiên châu, đối với nàng giá trị quá lớn, ở tay nàng bên trong, có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Diệp Thần chạy về địa tâm vực, vậy không rảnh đi gặp Hạ Nhược Tuyết, không thể làm gì khác hơn là trước đem vọng thư thiên châu thu hồi. Lần này trở lại địa tâm vực, cuối cùng không có gặp lại cái gì bất ngờ. Diệp Thần cùng Kiếm Vô Danh, rất thuận lợi trở lại Hồng Quân Kiếm Phái. Hôm nay Hồng Quân Kiếm Phái, Sơn Môn đã sớm băng diệt, chỉ còn lại Diệp Thần bố trí mậu thổ thế giới. Hồng Quân Kiếm Phái đạo ẩn khí vận, đều ở đây vậy mậu thổ trong thế giới lưu truyền. Nhưng gặp mậu thổ thế giới bên trong, một cái ông già nằm ở một cái giường đá trên. Lão kia người mặt đầy loang lổ, hơi thở mong manh, đã là đèn cạn dầu, chính là ngày xưa uy chấn thiên hạ thập phương kiếm thánh, Kiếm Thông Thiên. Ở Kiếm Thông Thiên bên người, là Khâu Ngạn cùng Tuyết Thiên Âm hai người, còn có không thiếu đệ tử tạp dịch, ở bên cạnh hầu hạ. Thậm chí, còn có một chút y sư, vây ở thập phương kiếm thánh bên người. Hiển nhiên, ở Diệp Thần sau khi rời đi, Tuyết Thiên Âm cùng Khâu Ngạn không hết hy vọng, mình đi ra ngoài mời một ít y sư trở về. Nhưng tiếc là, xoay chuyển trời đất hết cách, liền Diệp Thần đều không cách nào cứu vãn người, phổ thông y sư lại như thế nào có thể cứu chữa. Mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ ảm đạm, nhìn thập phương kiếm thánh sinh mạng, một chút xíu trôi qua, nhưng không thể ra sức. Kiếm Vô Danh trở lại Hồng Quân Kiếm Phái, mắt gặp Sơn Môn tiêu diệt, sư phụ sắp chết, hắn cả người như bị sét đánh, hoàn toàn ngây ngẩn. Đại sư huynh, Diệp tiên sinh. Tuyết Thiên Âm thấy Diệp Thần mang Kiếm Vô Danh trở về, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó phát ra nức nở tiếng kêu, vọt tới, một kéo tay Diệp Thần, một tay nắm Kiếm Vô Danh tay cụt, rung động dưới, khóc được lợi hại hơn. Sư phụ, đại sư huynh trở về. Khâu Ngạn thấy Kiếm Vô Danh trở về, cũng là hốc mắt đỏ lên, hướng thập phương kiếm thánh bẩm báo. Thập phương kiếm thánh cổ họng bên trong, phát ra ô ô như phá bể thổi gió vậy thanh âm, vùng vẫy ngồi dậy, thấy Kiếm Vô Danh quả nhiên trở về, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó thân thể kịch liệt run rẩy run đứng lên, trong mắt đục ngầu một hồi đỏ bừng, nói. Vô Danh, người trở về. Kiếm Vô Danh quỳ xuống, bình bịch bịch dập đầu, nói, sư phụ, đệ tử trở về, năm đó đệ tử u mê không tỉnh, phản bội rời sư môn, gây thành sai lầm lớn, mời sư phụ thứ tội. Thập phương kiếm thánh nước mắt đổ rào rào rớt xuống, nói, không sao, người trở về liền tốt, tay ngươi cánh tay. Thanh âm hắn thật là khàn khàn, nhìn về Kiếm Vô Danh tay cụt. Kiếm Vô Danh nói, là ta phản bội rời sư môn giá phải trả, nhưng sư phụ ngươi yên tâm, ta đã luyện thành tay trái kiếm, đạt được Hồng Quân lão tổ ý chí truyền thừa, kiếm đạo hơn xa năm xưa. Thập phương kiếm thánh nói, phải không? Xem ra ngươi đi Hồng Quân bí cảnh, quả nhiên có kỳ ngộ, rất tốt, rất tốt. Trong lòng quá mức cảm vui vẻ yên tâm. Kiếm Vô Danh nói, sư phụ, người ngươi không tốt, trước nghỉ ngươi đi, không nên nói nữa nói. Thập phương kiếm thánh ho khan hai tiếng, mặt đầy trắng bệch, nói, không được, ta đối kháng vạn khư, giá phải trả quá lớn, sinh mạng đã đi tới cuối, nhưng có thể ở trước khi chết, chúng ta thầy trò có thể gặp lại, ta cuối cùng cũng là chết cũng không tiếc. Vừa nói, thập phương kiếm thánh nhìn Diệp Thần một mắt, thật sâu cảm kích. Diệp Thần im lặng, tuy nói hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cuối cùng không thể vãn hồi thập phương kiếm thánh tánh mạng, lòng hắn bên trong tự nhiên không cao hứng nổi. Hiện tại thập phương kiếm thánh tư tưởng đã xong, gương mặt tái nhợt nhưng là dâng lên một chút đỏ thắm, tinh thần bộc phát, rõ ràng cho thấy hồi quang phản chiếu, chuẩn bị muốn cưỡi hạc tây khứ. Kiếm Vô Danh hai tròng mắt rưng rưng, không nói ra lời. Thập phương kiếm thánh nhìn một chút Kiếm Vô Danh, lại nhìn xem Tuyết Thiên Âm, Khâu Ngạn hai người, nói ta sau khi chết, các người thân nhau sinh đi theo luân hồi chi chủ, ẩn cư là vô dụng, thế đạo đã thay đổi, chỉ có tương trợ luân hồi, mới khá đối kháng vạn khư, ở nơi này loạn thế còn sống. Kiếm Vô Danh, Tuyết Thiên Âm, Khâu Ngạn ba người nói, ưng. Thập phương kiếm thánh rất là vui vẻ yên tâm, nói, như vậy,
ở ta trước khi lâm chung, các ngươi tam sư huynh muội lại thay ta múa kiếm một khúc, như vậy thì coi là ta chết, ta vậy sẽ không quên các ngươi. Dừng một chút, hắn lại nhìn hướng Diệp Thần, cười nói, luân hồi chi chủ, ngày khác ngươi như chấp trưởng luân hồi đỉnh cấp, cũng đừng quên ta cái này lão xương. Y nói, gọi là Diệp Thần không nên quên hắn, sau này đem hắn sống lại. Trong truyền thuyết luân hồi đỉnh cấp, có thể chấp trưởng vạn giới sống chết quy luật, cho dù là người bị chết, cũng có thể sống lại. Dĩ nhiên, cái này là truyền thuyết, cho tới bây giờ không có ai chân chính gặp qua. Diệp Thần nói, nhất định. Thập Phương Kiếm Thánh khẽ gật đầu, Kiếm Vô Danh, Tuyết Thiên Âm, Không Ngạn ba người nhìn nhau, yên lặng rưng rưng, rút ra trường kiếm. Sau đó, tam sư huynh muội ở Thập Phương Kiếm Thánh trước mặt, múa kiếm một khúc. Bọn họ nơi vũ kiếm pháp, là Hồng Quân kiếm phái kiếm pháp nhập môn, tư thái nhu mỹ, giống như vũ điệu vậy, kiếm phong lướt qua không khí, phát ra thanh âm, như khúc đàn vậy tuyệt vời êm tai, đặc biệt kỳ lệ. Ba người múa kiếm một khúc, Thập Phương Kiếm Thánh yên tĩnh quan sát. Một khúc cuối cùng, Thập Phương Kiếm Thánh mặt mỉm cười, nhắm mắt lại, bình thản chết đi. Sư phụ, Kiếm Vô Danh cùng ba người, thấy sư phụ về cõi tiên, đều là lớn đống, thất thanh gọi. Sau đó, ba người nằm ở Thập Phương Kiếm Thánh thân thể trên người, rơi lệ khóc lóc, người xem không không động dung. Diệp Thần trong lòng buồn bã, tuy đã sớm dự liệu được, Thập Phương Kiếm Thánh muốn chết, nhưng hôm nay chính mắt nhìn thấy, cũng có điểm thương cảm. Dẫu sao, nếu như không phải là Thập Phương Kiếm Thánh ra tay, Diệp Thần rất có thể, sớm bị Vạn Khư Thần Kiếm chém giết, cũng sẽ không sống sót đến nay. Thập Phương Kiếm Thánh tang lễ, đơn giản cử hành. Cuối cùng, ở Kiếm Vô Danh, Tuyết Thiên Âm, Không Ngạn ba người dưới sự yêu cầu, Diệp Thần đem Thập Phương Kiếm Thánh hài cốt, mai táng ở suối vàng thế giới bên trong, liền chôn ở Sa La dưới tảng cây. Kiếm Vô Danh ba người như thế yêu cầu, là muốn chờ sau này, Diệp Thần chấp trưởng luân hồi đỉnh cấp sau đó, có thể thời gian đầu tiên, đem sư phụ của bọn họ sống lại. Diệp Thần trịnh trọng là Thập Phương Kiếm Thánh lập bia, ở trên mộ bia có khắc một hàng chữ. Thập Phương Kiếm Thánh kiếm thông thiên mộ, coi là kỷ niệm. Ba ngày sau, Thập Phương Kiếm Thánh hậu sự, hoàn toàn xử lý xong hết. Kiếm Vô Danh thừa kế trưởng giáo vị, trở thành Hồng Quân kiếm phái mới nắm giữ, cũng thừa kế tất cả đạo thống khí vận, ngược lại cũng không cần phiền toái Diệp Thần. Diệp Thần như cũng được tôn là khách khanh trưởng lão, là Hồng Quân kiếm phái lãnh tụ tinh thần, Kiếm Vô Danh nguyện ý là hắn vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Thậm chí, Kiếm Vô Danh muốn đem sư muội Tuyết Thiên Âm, vậy đưa cho Diệp Thần làm lò, để củng cố liên minh, tăng tiến quan hệ. Bất quá, Diệp Thần dĩ nhiên là không đáp ứng. Ở Hồng Quân kiếm phái nhân quả, hoàn toàn kết sau đó, Diệp Thần lần nữa trở lại Phong gia tổ địa, cùng Ngụy Dĩnh gặp nhau. Ngụy Dĩnh thương thế, chuyển biến tốt rất nhiều, thấy Diệp Thần trở về, dĩ nhiên là không khỏi niềm vui. Diệp Thần cùng nàng cùng tháp mà ngủ, giao phó cho nàng luân hồi huyết mạch năng lượng, trợ giúp nàng chữa thương. Như vậy qua được nửa tháng, Ngụy Dĩnh thương thế hết bệnh, tiến vào bế quan trạng thái, chuẩn bị lần nữa thử nghiệm chém ra đột phá. Mà đây nửa tháng thời gian, Diệp Thần tự nhiên không nhàn rỗi, hắn lợi dụng binh tự quyết, thử nghiệm tu bổ Linh Khư Thiên Châu. Nếu như Linh Khư Thiên Châu chữa trị nói, đủ để bồi bổ hắn thần hồn, để cho hắn thoát khỏi ma tổ vô thiên ác mộng ảnh hưởng. Chỉ là, nửa tháng thời gian, còn chưa đủ, Diệp Thần cần càng nhiều hơn thời gian. Đang ngưng thần tu bổ để gặp, bỗng nhiên có một đạo phi kiếm truyền thư, phát cho Diệp Thần. Ừ, Diệp Thần hơi kinh nghi. Đem phi kiếm truyền thư mở ra vừa thấy, lại là huyết yêu tộc gửi tới, phát tin người là Hồng Hà Tiên Tử. Hồng Hà Tiên Tử mời hắn, đi huyết yêu sơn mạch tụ họp một chút, có chuyện quan trọng thương lượng. Hồng Hà Tiên Tử mời ta, không biết có chuyện gì. Diệp Thần trong lòng động một cái, nhớ tới Hồng Hà Tiên Tử vậy câu hồn quyến rũ tư thái, tâm thần lại hơi rung động. Lập tức Diệp Thần rời đi Phong gia tổ địa, ngự gió bay đi huyết yêu sơn mạch. Diệp đại nhân tốt, trấn thủ dãy núi yêu tộc các cường giả, hướng Diệp Thần thi lễ. Diệp Thần gật đầu một cái, sải bước vào dãy núi bên trong, thẳng đi tới cổ yêu thần miếu. Một người mặc màu đỏ áo lụa, tướng mạo vô cùng xinh đẹp cô gái, từ thần miếu bên trong đi ra, chính là Hồng Hà Tiên Tử. Hồng Hà Tiên Tử vừa thấy được Diệp Thần, mắt đẹp bên trong liền lộ ra một cổ tiêu hồn thực cốt tư thái, bước liên tục nhẹ nhàng đi tới,
ôm Diệp Thần hông, ngẩng đầu ở môi hắn trên hôn một cái. Diệp Thần cùng Hồng Hà tiên tử tới giữa, chỉ kém cuối cùng một tầng cửa sổ giấy không thọt phá, quan hệ là vô cùng mật thiết. Thấy đối phương chủ động như vậy, Diệp Thần không biết làm sao cười một tiếng, sờ một cái đầu tóc nàng, nói, kêu ta có chuyện. Hồng Hà tiên tử nghe được Diệp Thần hỏi, gương mặt ngưng trọng xuống, kéo hắn tay, đi tới miếu trước bên giếng cổ. Ngươi xem. Hồng Hà tiên tử chỉ giếng cổ. Diệp Thần cúi đầu vừa thấy, nhưng gặp giếng cổ nước giếng bên trong, hiện ra một bức họa mặt. Trong hình, bầu trời xanh thẳm, linh khí mênh mông, ngàn vạn thụy khí tường vân vần quanh lúc đó, có một cái đồng xanh cự đỉnh, treo lơ lửng trên không trung, vô cùng tráng lệ. Cửu đỉnh đại trận. Diệp Thần cả kinh, hình ảnh này, nhưng là vạn khư cửu đỉnh đại trận hình ảnh. Lúc đầu huyết yêu tộc, một mực ở rình dập trước cửu đỉnh đại trận thay đổi. Trước mắt, cửu đỉnh đại trận không có thay đổi gì, còn có chỉ có một đỉnh hạ xuống, hơn nữa cái này một đỉnh, cũng chỉ có một đạo đồ đăng. Nói cách khác, vạn khư ý chí, chỉ hạ xuống một đạo, xa xa còn chưa tới cửu cửu viên mãn cảnh giới. Vạn khư đạo thứ hai ý chí, sắp hạ xuống. Hồng Hà tiên tử gương mặt ngưng trọng, nhìn giếng trong nước cự đỉnh hình ảnh. Đạo thứ hai ý chí muốn hạ xuống. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, cẩn thận ngắm nhìn, nhưng gặp trong hình đồng xanh cự đỉnh, quả nhiên có đạo thứ hai đồ đằng, hơi lóe lên ánh sáng. Cái này đạo thứ hai đồ đằng, nhưng là một phiến lá cỏ hình dáng, tràn ra thanh mang, lóng lánh không chừng. Linh lung kiếm cỏ. Diệp Thần thấy cỏ này lá đồ đằng, sắc mặt nhất thời biến đổi. Cỏ này lá, lại là linh lung kiếm CMN. Hắn ở Hồng Quân bí cảnh gặp qua. Linh lung kiếm cỏ, là thập phương kiếm tâm kèm thực vật, nửa tháng trước, ở Hồng Quân bí cảnh bên trong, bị ma tổ vô thiên đánh lui, hiện tại lại có thể chuẩn bị hạ xuống địa tâm vực. Hồng Hà tiên tử nói, ta hỏi qua sư thúc tổ, vạn khư 81 đạo ý chí, trong 3 năm thì phải toàn bộ hạ xuống, bây giờ là đạo thứ 2, thời gian cấp bách, chúng ta quyết không thể ngồi chờ chết. Diệp Thần nói, người có phá đỉnh phương pháp. Hắn trận tự quyết tu vi, mặc dù khá là không tầm thường, nhưng trong vòng thời gian ngắn, muốn phá giải Vũ Hoàng Cổ Đế đại trận, nhưng là tuyệt đối không thể nào. Hồng Hà tiên tử lắc đầu một cái, nói ta không có biện pháp, hiện tại hy vọng toàn bộ ký thác vào trên mình ngươi. Bất kể là Hồng Hà tiên tử, vẫn là tài quyết chi chủ, Huyền Cơ Nguyệt Đế Thích Thiên các người, cũng không có phá trận biện pháp, bọn họ chỉ có thể dựa vào Diệp Thần. Diệp Thần nói, muốn chờ ta phá trận, nội trong năm nay tuyệt không khả năng, ta trận tự quyết tu vi còn chưa đủ. Hồng Hà tiên tử sờ Diệp Thần gò má, nói ta biết một mình ngươi rất mệt mỏi, cho nên muốn tìm một người giúp ngươi. Diệp Thần nói, tìm ai? Hồng Hà tiên tử nói, yêu thánh Hàn Âm. Diệp Thần nghe được yêu thánh hai chữ, nhất thời trong lòng rét một cái. Thiên yêu đã từng phân phó qua, bảo hắn đem trấn diệt yêu đá. Giao cho một cái kêu lầy yêu thánh người. Mà hiện tại, Hồng Hà tiên tử vậy nhắc tới yêu thánh. Hồng Hà tiên tử nói, yêu thánh Hàn Âm, là ta huyết yêu tộc đã từng là cường giả, hắn là vạn yêu tiên chỉ thứ nhất tôn đản sanh ra đại yêu, đã từng là ta huyết yêu tộc tổ sư ra hộ pháp, sau đó hắn vì tìm Ly Cốt Yêu Phiên, đi hắc ám cấm hải. Diệp Thần nói, Ly Cốt Yêu Phiên vậy là cái gì? Hồng Hà tiên tử nói, Ly Cốt Yêu Phiên, chính là... Hồng Quân thất bảo, một trong, truyền thuyết là Hồng Quân lão tổ tự tay chế tạo, đại biểu yêu đạo trung cực. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, lúc đầu cái này Ly Cốt Yêu Phiên, lại là 33 thiên thái thượng thần khí, Hồng Quân thất bảo một trong. Hồng Quân thất bảo bên trong, thập phương kiếm tâm đại biểu kiếm đạo, mà Ly Cốt Yêu Phiên, liền đại biểu yêu đạo, bên trong hàm chứa Hồng Quân lão tổ, liên quan tới yêu đạo nghĩa sâu xa thật rõ ràng. Mà yêu thánh Hàn Âm. Chính là vì tìm Ly Cốt Yêu Phiên, đi hắc ám cấm hải. Cái này yêu thánh Hàn Âm, lai lịch cũng rất có ý, lại là từ vạn yêu tiên trì bên trong tạo ra tới đại yêu. Vạn yêu tiên trì, linh khí vô cùng đậm đà, cách mỗi một đoạn thời gian, liền sẽ tạo ra một tôn đại yêu, ví dụ như trước đó Trấn Nguyên yêu tôn, chính là từ vạn yêu tiên trì bên trong tạo ra tới. Mà yêu thánh Hàn Âm, nhưng là vạn yêu tiên trì dựng dục thứ nhất tôn đại yêu, hắn tồn tại 5 tháng. Có thể tưởng tượng được có bao nhiêu bể dâu xa xôi, bàn về bối phận, hắn là Hồng Hà tiên tử sư thúc tổ cấp nhân vật khác. Hồng Hà tiên tử nói, hôm nay địa tâm vực nguy cơ nghiêm trọng, ta muốn cho ngươi đi một chuyến hắc ám cấm hải,
tìm yêu thánh Hàn Âm, nếu như hắn chịu trở về, có lẽ có thể giúp được chúng ta. Vừa nói, Hồng Hà tiên tử móc ra một tấm phù chiếu, đưa cho Diệp Thần, tựa hồ là tín vật. Diệp Thần nhướng mày một cái, yêu thánh Hàn Âm, là niên đại cổ xưa cường giả, nếu quả thật có thể cho đòi hắn trở về, tự nhiên có thể giúp lực đối kháng vạn khư. Nhưng vấn đề là, yêu thánh Hàn Âm ở Hắc Ám Cấm Hải, mà Hắc Ám Cấm Hải, là ma tổ vô thiên địa bàn. Diệp Thần bị ma tổ vô thiên đả thương, tuy nói thân xác thương thế hết bệnh, nhưng tinh thần ác mộng do ở đây, nếu như lại đặt chân Hắc Ám Cấm Hải mà nói, xúc cảnh sinh tình, hắn rất có thể tẩu hỏa nhập ma. Hồng Hà tiên tử thấy Diệp Thần ngưng trọng hình dáng, nói, làm sao? Ngươi không tiện đi không? Nếu như không thuận tiện nói, ta đi cũng có thể, ngươi lưu lại thay ta trấn thủ huyết yêu sơn mạch. Diệp Thần nói, hay, không cần. Bể khổ mờ mịt, muốn tìm một cái người, nơi nào có như thế dễ dàng. Hồng Hà tiên tử cuối cùng không phải đại khí vận người, nàng đi tìm người mà nói, không thể nghi ngờ mò kim đáy biển, cơ hồ không khả năng sẽ có kết quả. Cũng chỉ có Diệp Thần, mới có đầy đủ khí vận, có thể ở mờ mịt bể khổ bên trong, tìm được mong muốn mục tiêu. Thằng nhóc, ngươi đi đi. Yêu thánh Hàn Âm, cũng là chàng này bố cục mấu chốt, hắn rất có thể thừa kế Hồng Quân lão tổ yêu đạo thật rõ ràng, trở thành ngươi trợ lực. Đừng quên đem trấn diệt yêu đá giao cho hắn. Ta cảm giác được, hắn hôm nay nguy cơ sinh tử nghiêm trọng, nhất định phải ngươi ra tay, mới khá cứu vãn hắn. Vừa lúc đó, thiên yêu thanh âm, ở Diệp Thần đầu óc bên trong vang lên. Ở trước đây thật lâu, Diệp Thần mới vừa bước vào huyết yêu sơn mạch thời điểm, thiên yêu cũng đã nói, bảo hắn đem trấn diệt yêu đá, mang cho yêu thánh. Đây là bố trí mấu chốt một vòng. Hiện tại, ván cờ đã đến chuyển biến thời khắc mấu chốt, nếu như không đi nữa tìm yêu thánh mà nói, người sau rất có thể liền phải bỏ mạng. Diệp Thần trong lòng rét một cái, nói, được, ta liền lại đi Hắc Ám Cấm Hải một chuyến. Quyết định chủ ý, Diệp Thần liền hướng Hồng Hà tiên tử nói, ta đi, ngươi không cần đi, ta đi liền có thể, ta nhất định sẽ tìm được yêu thánh Hàn Âm. Nói xong, Diệp Thần liền muốn xoay người rời đi. Hay, chờ một chút. Hồng Hà tiên tử kéo hắn tay. Làm sao? Diệp Thần xoay người lại. Hồng Hà tiên tử ánh mắt quyến rũ như tơ, hơi thở như hoa lan nói, trước khi đi, hôn ta một cái. Diệp Thần cười khanh khách, tức giận, yêu nữ. Hồng Hà tiên tử cười nói, ta chính là yêu nữ, người có thân hay không? Diệp Thần vừa tức giận, vừa buồn cười, liền ôm trước Hồng Hà tiên tử eo thon, cúi đầu hôn nàng một cái. Hồng Hà tiên tử trước mắt say mê, nhỏ nhẹ nói, một đường thuận gió, chú ý ma tổ vô thiên, sớm một chút trở về, ta chờ ngươi. Diệp Thần gật đầu một cái, cùng Hồng Hà tiên tử vuốt ve một hồi, liền rời đi huyết yêu sơn mạch, chuẩn bị lần nữa đi Hắc Ám Cấm Hải. Mà đang ở Diệp Thần mới vừa đi ra huyết yêu sơn mạch thời điểm, nhưng đối diện đụng phải một người. Một cái tay cụt nam tử. Nhưng là kiếm vô danh. Vô danh, ngươi làm sao tới? Diệp Thần thấy kiếm vô danh, khá là kinh ngạc. Kiếm vô danh thần sắc ngưng trọng, nói, Diệp đại nhân, ta thấy vạn khư ý chí, sắp lại hạ xuống một đạo, chính là vậy linh lung kiếm cỏ, ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút, đối kháng vạn khư chuyện. Hắn sư phụ kiếm thông thiên, chết ở Vũ Hoàng Cổ Đế dưới kiếm, hắn đã quyết tâm phụ trợ Diệp Thần, cùng đối kháng Vũ Hoàng Cổ Đế, bảo vệ địa tâm vực trật tự, là sư phụ trả thù. Diệp Thần nói, ngươi có biện pháp không? Kiếm vô danh nói, Vũ Hoàng Cổ Đế đã từng ở Hồng Quân bí cảnh, bày hai con cờ. Diệp Thần nư một tiếng, nói ta đã nghe ngươi nói, trong đó một con cờ, chính là linh lung kiếm cỏ, một viên khác cũng đã phản bội. Kiếm vô danh nói, không sai, Vũ Hoàng Cổ Đế cay nghiệt thiếu tình cảm, nếu như không phải là vạn khư thần điện một nhà độc quyền, không người muốn cùng hắn, người dưới tay hắn, có không ít là cách trong tâm đức, thời khắc suy nghĩ phản bội. Vậy khác một con cờ, kêu An Thiết Tâm, là vạn khư ngoại điện đệ tử, năm đó phụng Vũ Hoàng Cổ Đế mệnh lệnh, ở Hồng Quân bí cảnh tìm Ly Cốt Yêu Phiên. Diệp Thần nghe được Ly Cốt Yêu Phiên bốn chữ, trong lòng rét một cái. Kiếm vô danh nói tiếp, Ly Cốt Yêu Phiên, là 33 thiên thái thượng thần khí, Hồng Quân thất bảo một trong, ta cũng không biết vậy An Thiết Tâm có tìm được hay không, nhưng hắn phản bội vạn khư thần điện, nhưng là ta chính mắt nơi gặp, ta và hắn từng có giao tình, nếu như có thể tìm được hắn mà nói, có lẽ có thể trợ lực đối kháng vạn khư.
Diệp Thần ánh mắt sáng lên, nếu An Thiết Tâm là Vạn Khư Thần Điện đệ tử, vậy chắc chắn biết Vạn Khư Thần Điện rất nhiều bí mật. Nếu như có thể mời chào An Thiết Tâm mà nói, đích xác có thể trợ lực đối kháng Vạn Khư. Thậm chí, còn rất có thể, từ trên người đối phương, tìm được phá đỉnh phương pháp. Vậy An Thiết Tâm ở nơi nào? Diệp Thần hỏi. Kiếm Vô Danh nói, hắn ngay tại Hắc Ám Cấm Hải, ta có thể mơ hồ bắt được hắn hơi thở. Diệp Đại Nhân, ta muốn đi một chuyến nữa Hắc Ám Cấm Hải, tìm hắn, xin ngươi hãy thay ta chăm sóc sư đệ sư muội, miễn được bọn họ xảy ra chuyện. Diệp Thần vui vẻ nói, vừa vặn, ta cũng phải đi Hắc Ám Cấm Hải, chúng ta kết người bạn, còn như ngươi sư đệ sư muội, ta để cho Hồng Hà Tiên Tử chăm sóc là được. Kiếm Vô Danh sửng sốt một chút, nói, Diệp Đại Nhân, ngươi cũng phải đi Hắc Ám Cấm Hải sao? Không sợ xúc cảnh sinh tình, tẩu hỏa nhập ma. Hắn biết Diệp Thần tinh thần có vết thương, mà tổ vô thiên ác mộng không trừ, nếu như tùy tiện đặt chân Hắc Ám Cấm Hải, rất có thể sẽ đưa tới họa loạn. Diệp Thần nói, không sao, lấy ta đạo tâm, cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Kiếm Vô Danh nói, được, Diệp Đại Nhân, chúng ta lên đường đi. Diệp Thần gật đầu một cái, lúc này trước phân phó xong Hồng Hà Tiên Tử, để cho nàng thay thế chiếu cố Hồng Quân Kiếm Phái, sau đó, hắn liền cùng Kiếm Vô Danh cùng nhau, rời đi Địa Tâm Vực, đi Hắc Ám Cấm Hải. Cách nửa tháng, Diệp Thần lần nữa đi tới Hắc Ám Cấm Hải. Rào, rào, rào. Sóng biển sôi trào, nước thiên tướng tiếp, khắp nơi tràn ngập từng luồng bóng tối sương mù. Diệp Thần thấy Hắc Ám Cấm Hải cảnh tượng, ngũ tạng lục phủ một hồi sôi trào, lại có loại muốn nôn mửa xung động, tinh thần cũng là kịch liệt chấn động, không nhịn được sợ hãi. Hắn nội tâm bên trong, tựa hồ có vô cùng ma khí sản sinh ra tới. Một cơn ác mộng vậy bóng người, ở hắn đầu óc bên trong hiện lên. Đó là ma tổ vô thiên bóng người. Ma tổ vô thiên một chưởng đánh cho bị thương Diệp Thần, mang cho hắn tinh thần vết thương, vẫn là quá nghiêm trọng. Hiện tại đặt chân Hắc Ám Cấm Hải. Dính nơi này quy tắc, Diệp Thần cũng thiếu chút nữa muốn tẩu hỏa nhập ma. Võ tổ đạo tâm, bảo vệ. Nguyện vọng thiên tinh, ngự. Diệp Thần sớm có phòng bị, lập tức mở võ tổ đạo tâm. Đồng thời, nguyện vọng thiên tinh sử dụng, hóa thành một cái đồ đằng vậy dấu vết, in vào Diệp Thần ấn đường tới giữa. Ở võ tổ đạo tâm nguyện vọng thiên tinh phụ trợ, Diệp Thần nội tâm ma chướng, nhất thời bị áp chế xuống, vậy ma tổ vô thiên ảo ảnh, cũng là biến mất. Diệp Đại Nhân, không có sao chứ? Kiếm Vô Danh nhìn Diệp Thần hơi có chút bộ dáng chật vật, hỏi. Diệp Thần khoát tay một cái, nói, không có sao, trong thời gian ngắn, ta sẽ không lại có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Kiếm Vô Danh nói, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta nhanh chóng tìm được người, sau đó trở về. Diệp Thần gật đầu một cái, nói ta muốn tìm một cái kêu yêu thánh hàn âm người, chúng ta chia nhau hành động, người đi tìm An Thiết Tâm. Ta đi tìm yêu thánh, nếu có chuyện gì, dùng phù chiếu liên lạc. Vừa nói, Diệp Thần linh khí hội tụ, hóa thành hai tấm phù chiếu, một tấm tự cầm, khác một tấm giao cho Kiếm Vô Danh. Được, Kiếm Vô Danh nhận lấy phù chiếu, lập tức rời đi, đi trước lên đường. Diệp Thần ngắm nhìn mờ mịt biển khơi, trong đầu nghĩ, không biết vậy yêu thánh hàn âm, lại ở địa phương nào. Hắn thử nghiệm suy diễn thiên cơ, ra ý liệu, lại có thể đặc biệt thuận lợi. Lập tức bắt được yêu thánh hàn âm vị trí. Yêu thánh hàn âm, ở một cái kêu là thần yêu thiên đảo địa phương. Ồ, làm sao sẽ như thế thuận lợi? Diệp Thần rất kinh ngạc, phải biết Hắc Ám Cấm Hải, linh khí rối loạn, suy diễn thiên cơ khá là khó khăn. Nhưng là, hắn cái này một tí suy diễn, nhưng là dễ như trở bàn tay, phong tỏa yêu thánh hàn âm vị trí, ngay tại thần yêu thiên đảo. Diệp Thần khẽ cau mày. Trong phảng phất cảm thấy có chút cổ quái, nhưng nếu tìm được yêu thánh hàn âm chỗ, hắn vậy không do dự, lập tức hướng thần yêu thiên đảo xuất phát. Thần yêu thiên đảo, bên ngoài biển cùng bên trong biển chỗ giáp giới, là một cái vô cùng trọng yếu hòn đảo, có thể nói là giao thông đầu mối then chốt. Từ hòn đảo này đảo nhỏ lên đường, liền có thể tiến vào bên trong biển. Hàng năm Hắc Ám Cấm Hải bên trong, cũng có không ít người, muốn phải mạo hiểm vượt biển, đi thái thượng thế giới. Mà thần yêu thiên đảo, chính là người lén qua cửa đất phải đi qua, có thể gặp vị trí địa lý trọng yếu. Diệp Thần một đường phi hành, nhưng thấy dọc đường trên biển, trôi đầy thây trôi, không biết có nhiều ít triệu người, máu tươi đem nước biển nhuộm được đỏ lên. Ở nơi này chi chít thây trôi bên trong,
Diệp Thần thấy được mấy gương mặt quen thuộc bàng, có Ôn gia gia chủ Ôn Trường Không, Hạ Hầu gia tộc dài Hạ Hầu Phách, còn có Hạ Hầu Chính Long. Những thứ này thay trôi, lại có thể toàn bộ là Ôn gia cùng Hạ Hầu gia người. Ôn gia cùng Hạ Hầu gia, bên ngoài biển bên trong, đều là thế lực lớn, đại môn phiệt, thống trị nhân khẩu, vượt qua chục triệu. Hiện tại, trên biển khơi chi chít thay trôi, hàng trăm triệu vạn, rõ ràng cho thấy hai nhà người, cũng bị giết hết. Là ma tổ vô thiên làm. Diệp Thần mồ hôi lạnh nhễ nhại, lập tức bắt được thiên cơ, ngay tức thì ra đầu tê dại. Lúc đầu ngày đó ở Hồng Quân bí cảnh, Diệp Thần cự tuyệt gia nhập cựu Nhật Minh, vậy cự tuyệt giao ra trấn diệt yêu đá, rốt cuộc chọc giận ma tổ vô thiên. Ma tổ vô thiên vì cho hả giận, đem Hạ Hầu ra cùng Ôn ra người, toàn bộ giết sạch. Giết người nguyên nhân, rất đơn giản, bởi vì Hạ Hầu ra và Ôn ra, cùng Diệp Thần từng có đồng thời xuất hiện. Bỏ mặc vậy đồng thời xuất hiện, là thiện duyên vẫn là ác nghiệt, ma tổ vô thiên vậy không quan tâm, dù sao người giết sạch vậy đúng rồi, hắn chỉ muốn cho hả giận mà thôi. Ma tổ vô thiên tánh tình thâm trầm, trừ năm đó ngày cũ tiêu diệt, sư huynh bị giết chết bên ngoài, hắn tâm cảnh rất ít có qua chập chờn, nhưng lần này là bị Diệp Thần chọc giận. Hắn cũng không để ý cái gì nhân quả dính, trực tiếp đại khai sát giới. Nhìn trên biển thây trôi, Diệp Thần cả người lông tơ đảo thụ, đã có thể tưởng tượng ra ma tổ vô thiên giận giữ tư thái. Thậm chí nửa tháng trôi qua, cũng không ai dám giúp Hạ Hầu ra Ôn ra nhặt xác. Những thi thể này, thậm chí liền trên biển hung thú, cũng không dám nuốt. Cho dù là hung thú, cũng không dám xúc phạm ma tổ vô thiên uy nghiêm. Những thi thể này, có lẽ sẽ ở bể khổ bên trong, lơ lửng mấy trăm năm, mới hoàn toàn mục nát chìm xuống. Mà tương lai mấy trăm năm thời gian, cái này bể khổ, định trước tràn ngập âm trầm khí tức tử vong. Cái này ma tổ vô thiên, vậy quá đáng sợ. Diệp Thần thật sâu cảm thấy ma tổ vô thiên đáng sợ, xem ra mình là đắc tội hắn. Mười mấy vạn năm tới, ma tổ vô thiên cũng không có nhúng tay bên ngoài biển nhân quả, nhưng lần này, bị Diệp Thần chọc giận, lại tàn sát ngàn vạn người cho hả giận. Người này tánh tình lòng dạ, đơn giản là không cách nào suy đoán. Diệp Thần cũng không nghĩ tới, ma tổ vô thiên sẽ như vậy tàn nhẫn, lại tàn sát ngàn vạn người. Tội lỗi, tội lỗi. Diệp Thần than thở một tiếng, sử dụng đạo linh lửa, ngự lửa thiêu hủy thây trôi, siêu độ oan hồn. Làm như vậy, mặc dù sẽ tiến một bước đắc tội ma tổ vô thiên, nhưng Diệp Thần là cầu an lòng, tự nhiên không thể ngồi coi bỏ mặc. Một đường phi hành, Diệp Thần ở lúc xế chiều, đi tới thần yêu thiên đảo. Nhưng gặp bốn phương tám hướng, vậy có không ít người phi hành tới, Diệp Thần cũng không bắt mắt. Thần yêu thiên đảo, hiện đầy yêu khí. Cái này cổ yêu khí, mang cho Diệp Thần một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Là huyết yêu tộc yêu khí. Yêu thánh quả như vậy ở chỗ này. Diệp Thần trong lòng động một cái, nhưng gặp hòn đảo trung ương, có một cái đầm nước kia tràn ra từng cơn tiên linh yêu khí, nhưng là vạn yêu tiên chỉ chi nhánh. Vạn yêu tiên chỉ bản thể, ở Diệp Thần trong tay. Thần yêu thiên trên đảo yêu khí đầm nước, chỉ là chi nhánh, muốn đến là năm đó, yêu thánh Hàn Âm rời đi huyết yêu tộc thời điểm, mang đi một món ao nước, hóa thành hôm nay thiên đảo đầm nước. Yêu khí bao phủ hạ, nhưng gặp thần yêu thiên trên đảo, khắp nơi treo đầy trắng phiên, bầu trời trôi giạt tiền vàng bạc, trên đất đốt nguyên bảo cây nến thơm, tất cả loại tế tự vật. Nơi này lại có thể ở cử hành tang lễ. Có rất nhiều người yêu tộc, còn có mọi người tộc, trong đó không thiếu một ít cường giả, đều ở đây tham gia tang lễ. Người người thần sắc ảm đạm, mang tưởng niệm ý. Không nghĩ tới ma tổ vô thiên, lại đột nhiên nổi giận, đem yêu thánh giết chết. Ma tổ vô thiên, đã có mấy trăm ngàn năm, không có nổi giận qua, kết quả là ai mạo phạm hắn. À, cái này nửa tháng thời gian, thật là bên ngoài biển ác mộng à, nghe nói Ôn gia và Hạ Hầu gia người. Cũng bị giết hết, mấy chục triệu nhân khẩu bị ném nhập biển khơi. Ma tổ giận dữ, phục thi hàng tỷ, chảy máu ngàn vạn dặm, đáng tiếc yêu thánh vậy bị giết chết. À, người đều chết hết, chớ nói, chúng ta ngày hôm nay đưa yêu thánh đi. Mọi người nói chuyện với nhau, trong giọng nói đều có thương tiếc hoài niệm ý. Yêu thánh chết. Diệp Thần cả kinh thất sắc, hạ xuống thần yêu thiên đảo bên trong, cẩn thận vừa thấy, quả nhiên phát hiện trên đảo. Để một bộ quan tài. Vậy quan tài bốn phía, chất đầy vòng hoa, tiền vàng bạc, khoác liên,
Diệp Thần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, còn không thấy, hiện tại mới nhìn rõ. Hắn hơi đẩy một cái diễn, chính là phát hiện, ở nửa tháng trước, mà Tổ Vô Thiên cho Hả Giận lúc giết người, còn thuận tiện đem yêu thánh Hàn Âm giết chết. Khó trách ta như thế tùy tiện, liền bắt được yêu thánh Hàn Âm vị trí, lúc đầu sau lưng lại có ma Tổ Vô Thiên nhân quả. Diệp Thần thầm kinh hãi, khó trách hắn mới vừa, như thế dễ dàng liền phát hiện thần yêu thiên đảo, lúc đầu sau lưng có ma Tổ Vô Thiên hơi thở. Ma Tổ Vô Thiên cho Hả Giận, lại có thể đem yêu thánh cũng giết chết, xem ra hắn trong sâu thẳm, đã cảm giác được yêu thánh cùng Diệp Thần tới giữa, tương lai có thể sẽ có nhân quả liên lụy, cho nên trước thời hạn giết người, là đoạn tuyệt Diệp Thần con đường phía trước. Thật là ác độc tâm tư. Diệp Thần rợn cả tóc gáy, càng cảm thấy ma Tổ Vô Thiên khủng bố. Cái này mấy trăm ngàn năm qua, ma Tổ Vô Thiên cho tới bây giờ không bắt buộc người làm bất cứ chuyện gì, nhưng hắn tuyệt không phải một người tốt, hắn nếu là phát động giận tới, như nhau muốn giết người, hơn nữa còn là phục thi hàng tỷ, chảy máu ngàn vạn giảm, vô cùng đáng sợ. Hôm nay yêu thánh Hàn Âm bị giết, chung quanh nhiều người như vậy tới tham gia tang lễ, ngược lại để cho Diệp Thần có chút ngoài ý muốn. Hắn nhỏ thêm suy diễn, phát hiện yêu thánh Hàn Âm, bên ngoài hải lý danh vọng cực cao, rất nhiều người đều nhận được hắn ân huệ. Hắn nắm giữ thần yêu thiên đảo, giúp qua không ít người vượt biển, thậm chí có chút may mắn, ở dưới sự giúp đỡ của hắn, thuận lợi đến bờ bên kia thái thượng thế giới. Ma Tổ Vô Thiên ở chu diệt mấy chục triệu người sau đó, tức giận đã tiêu, đám người liền lại yêu thánh Hàn Âm, cử hành tang lễ, là tưởng niệm đưa tiễn ý. Cái này tang lễ, thậm chí liền Ma Tổ Vô Thiên, cũng đưa tới Khoác Liên. Yêu thánh thiên cổ, vạn thế lưu danh, cái này tám chữ, chính là Ma Tổ Vô Thiên Khoác Liên, treo ở chỗ dễ thấy nhất. Đích thân hắn giết chết yêu thánh, nhưng lại đưa tới Khoác Liên tưởng niệm, cổ quái như vậy nóng nảy, để cho người không đoán được. Diệp Thần nhìn vậy Khoác Liên, càng cảm thấy Ma Tổ Vô Thiên vui giận vô thường, sâu không lường được, giả thiên ma đế muốn chiến thắng hắn, chỉ sợ muôn vàn khó khăn. Khom người chào. Ngay tại Diệp Thần tâm trạng hỗn loạn để gặp, lại nghe chủ trì tang lễ nghi quan, cao giọng hát này. Thần yêu thiên trên đảo, ra nhiều tham gia tang lễ mọi người, rối rít an tĩnh lại, cung kính cúi người, hướng yêu thánh đưa tiễn. Hai cúi người. Nghi quan tiếp tục hô to, đám người lại cúi người thi lễ. Mấy cái đức cao vọng trọng yêu tộc ông già, đang duy trì trật tự. Yêu thánh Hàn Âm tọa hạ, vốn là không hề thiếu đệ tử, nhưng nửa tháng trước, đều bị Ma Tổ Vô Thiên giết sạch. Hiện tại, chủ trì tang lễ, là yêu thánh Hàn Âm một ít ngày cũ bạn già, yêu tộc ông già. Ba cúi người. Nghi quan lần thứ ba hô to, đám người lại cúi người, Diệp Thần vậy cúi người đưa tiễn, nội tâm vô cùng hỗn loạn. Hắn còn muốn tìm yêu thánh Hàn Âm, mang về địa tâm vực, chung nhau đối kháng vạn khư. Nhưng nào nghĩ tới, yêu thánh Hàn Âm lại có thể chết. Nghi quan cao giọng hô, lửa trời đưa tang, nói tạm biệt vong linh. Thanh âm này vừa rơi xuống, mấy cái yêu tộc ông già bước ra khỏi hàng, đứng ở yêu thánh Hàn Âm quan tài bốn phía. Dọn ra, mấy cái này ông già trong tay, giấy lên nóng rực ngọn lửa. Bọn họ ánh mắt thành kính, chuẩn bị lấy trong tay lửa cháy bừng bừng, thiêu quan tài, thiêu yêu thánh thân thể, đưa hắn vãng sinh. Toàn trường người đều là cúi đầu, yên lặng không tiếng động, ở yên lặng quan sát, đưa mắt nhìn yêu thánh vãng sinh. Vù vù. Vừa lúc đó, Diệp Thần bỗng nhiên cảm giác được, trong cơ thể suối vàng thế giới, lại có dị động. Cái này dị động, xuất từ vạn yêu tiên trì. Vạn yêu tiên trì quay cuồng, trong phảng phất, lại cùng yêu thánh Hàn Âm quan tài, sinh ra một chút đặc thù đồng tình. Cái này cổ đồng tình, mang theo nồng nặc sức sống. Yêu thánh Hàn Âm còn chưa có chết. Hắn còn sống. Diệp Thần bắt được cái này đồng tình, nhất thời kinh hãi. Yêu thánh Hàn Âm là từ vạn yêu tiên trì bên trong tạo ra tới đại yêu. Hiện tại, căn cứ vạn yêu tiên trì đồng tình, Diệp Thần rõ ràng cảm giác được, yêu thánh Hàn Âm còn chưa có chết, đối phương còn sống, chỉ là bị trọng thương, tiến vào trạng thái chết giả. Ở Ma Tổ Vô Thiên dưới quyền, lại còn có thể sống sót. Diệp Thần kinh ngạc không thôi, tuy nói nửa tháng trước, Ma Tổ Vô Thiên phủ xuống, chỉ là một món hư ảnh, nhưng cho dù là hư ảnh, thực lực cũng vô cùng cường hãn. Tàn sát Ôn gia và Hạ Hầu gia, liền cùng nghiền diệt con kiến hôi như nhau. Mà yêu thánh Hàn Âm, ở Ma Tổ Vô Thiên sát phạt,
lại còn có thể gìn giữ một đường sinh cơ, có thể gặp hắn thực lực mạnh. Nếu quả thật có thể mời chào yêu thánh, khẳng định có thể trợ lực đối kháng vạn khư. Mắt gặp vậy mấy cái yêu tộc ông già, muốn thiêu hủy quan tài, Diệp Thần lập tức sải bước ra, quát lên, chậm. Hắn cái này một tí xuất hiện, toàn trường đều kinh hãi. Chủ trì tang lễ nghi quan, còn có vậy mấy cái ông già, đều là ngạc nhiên nhìn Diệp Thần. Diệp Thần ánh mắt quét nhìn toàn trường, hít sâu một hơi, nói yêu thánh Hàn Âm còn chưa có chết, hắn còn sống. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần tâm niệm vừa động, vậy mấy cái ông già trong tay ngọn lửa, lập tức tắt đi xuống, tựa như gặp phải một cổ lực lượng vô hình áp chế, không cách nào lại dấy lên. Đây là Diệp Thần linh khí năng lượng. Cái gì? Toàn trường mọi người nghe được Diệp Thần lời này, nhất thời kinh hãi, lại thấy hắn ý niệm tới giữa, lại có thể tắt lửa trời, càng kinh ngạc. Diệp Thần ánh mắt nhìn chằm chằm vậy quan tài, nói, khai quan. Yêu thánh còn chưa có chết, nhưng bị thương quá nặng, ta cần lập tức thay hắn chữa trị. Yêu thánh tuy còn sống, nhưng sức sống đặc biệt yếu ớt, phải mau sớm chữa trị. Diệp Thần có vạn yêu tiên trì, có thể bồi bổ yêu thánh mệnh hồn, hắn cần lập tức khai quan, cứu chữa yêu thánh. Nghe được Diệp Thần mà nói, đám người kinh ngạc hơn, nhưng là tức giận. Thằng nhóc, ngươi là người nào? Yêu thánh đại nhân đã về cõi tiên, ngươi hồ ngôn loạn ngữ chút gì? Ma tổ vô thiên ra tay, chẳng lẽ còn có tánh mạng? Dám khai quan làm nhục yêu thánh, chính là làm nhục chúng ta. Yêu thánh đã nhập quan, sắp muốn thiêu thăng thiên, hiện tại Diệp Thần nhưng cứng rắn muốn khai quan, nhất thời chọc giận không ít người. Cơ hồ không người tin tưởng Diệp Thần mà nói, yêu thánh Hàn Âm, làm sao có thể còn sống? Phải biết, giết chết yêu thánh hung thủ, nhưng mà ma tổ vô thiên. Ma tổ vô thiên sấm sét tức giận, phục thi hàng tỷ, làm sao có thể sẽ có người sống còn lại? Coi như yêu thánh Hàn Âm lợi hại hơn nữa, vậy tuyệt đối không phải ma tổ vô thiên địch thủ. Yêu thánh uy vọng cực cao, đám người cũng không chính xác Diệp Thần làm nhục. Chỉ là, đám người thấy Diệp Thần thực lực cường hãn, mới vừa ý niệm tới giữa, tắt lửa trời thủ đoạn, quả thực lợi hại, ngược lại cũng không ai dám khinh thị. Nếu như không phải là như vậy, chỉ sợ cũng bằng Diệp Thần lời nói này, mọi người đã đem hắn xé nát. Diệp Thần mắt gặp toàn trường kiếm bạt nỗ trương bầu không khí, bình tâm tĩnh khí nói, các vị an tâm một chút chớ nóng, chân tướng sự tình, khai quan liền biết, ta có thể cứu sống yêu thánh. Một cái yêu tộc ông già ha ha cười một tiếng, nói, thằng nhóc, ngươi nói ra quan liền khai quan, dựa vào cái gì? Hãy xưng tên ra, ngươi là người nào, sư thừa vì sao phái? Diệp Thần trong lòng rét một cái, hắn là luân hồi chi chủ thân phận, tự nhiên không thể tùy tiện bại lộ. Hắn đã đắc tội ma tổ vô thiên, lại bại lộ, rất có thể đưa tới họa loạn. Ta môn phái sư thừa không trọng yếu, tóm lại, yêu thánh còn chưa có chết, chỉ là trọng thương, bây giờ lập tức khai quan, còn có cứu vãn cơ hội, nếu như xảy ra điều gì không may, ta nguyện một mình gánh chịu, lấy mệnh trả lại. Diệp Thần một phen tiếng nói, vô cùng trịnh trọng. Toàn trường có không ít người, thấy Diệp Thần hình dáng, vậy không giống như là làm trò đùa, không khỏi âm thầm ngạc nhiên. Chẳng lẽ nói, yêu thánh Hàn Âm thật còn chưa có chết? Ngươi không chịu nói lên lai lịch sư thừa, vậy nói gì đều vô dụng, trời mới biết ngươi là người nào. Vậy yêu tộc ông già, mặt đầy tức giận, lại không chịu khai quan, ngược lại không phải là cố ý gây khó khăn Diệp Thần, mà là Diệp Thần thật không có tiết lộ thân phận, hắn không dám khinh thường. Diệp Thần than thở một tiếng, hắn thân phận, nhưng là tuyệt đối không thể bại lộ. Cái này một tí. Nhưng là rơi vào mâu thuẫn tình cảnh, tiến thối làm khó. Các vị, đắc tội. Diệp Thần chắp tay một cái, đột nhiên ánh mắt run lên, thân thể một cái lóe lên, vò tới yêu thánh quan tài trước, bàn tay lộ ra, có đấu khí ánh sáng bung ra. Cái này một tí, Diệp Thần lại là thi triển đấu chữ quyết, chuẩn bị cưỡng ép đoạt quan, mang đi yêu thánh. Đấu chữ quyết, tên này là Vũ Hoàng Thế Gia Tạp Trùng. Gian tế, giết hắn. Vậy yêu tộc ông già cao giọng kêu to, mặt đầy tức giận. Diệp Thần sử dụng đấu chữ quyết, lại để cho hắn hiểu lầm lấy là Diệp Thần là Vũ Hoàng Thế Gia người. Cái gì, Vũ Hoàng Gia Tạp Trùng, lại dám chạy đến Hắc Ám Cấm Hải ngang ngược. Cùng tiến lên, làm thịt hắn. Đừng để hắn ô nhục yêu thánh. Toàn trường mọi người, cũng là quần tình công phẫn, rối rít sử dụng pháp bảo binh khí,
như ong vỡ tổ hướng Diệp Thần vây giết tới. Nhất thời, Diệp Thần rơi vào trùng trùng vây giết bên trong, bốn phương tám hướng toàn bộ là kẻ địch. Đáng chết! Diệp Thần ánh mắt trầm xuống, nhưng không nghĩ tới những người này bên trong, có người một mắt xem thấu hắn thần thông lai lịch, đưa tới hiểu lầm. Hiện tại tình thế nguy cấp, hiểu lầm cũng khó mà nói rõ. Trận tự quyết, phá. Diệp Thần cũng không nói nhảm, bắt yêu thánh quan tài, bàn chân đột nhiên đạp một cái. Oanh! Một cái đen nhánh yêu khí trận pháp, lấy Diệp Thần là trung tâm, ngay tức thì tách thả ra mở ra. Chung quanh đạp chết đi lên mọi người, lập tức bị trận pháp đánh văng ra. Vèo! Ở đẩy lui đám người sau đó, Diệp Thần lập tức cướp đi yêu thánh quan tài, nhận được hoàng tuyển đồ bên trong đi. Mới vừa chiến đấu, Diệp Thần cũng không có dùng toàn lực, hắn tự nhiên chẳng muốn lạm sát kẻ vô tội, cho nên chỉ là đem người đẩy lui, cũng không có giết người. Rút lui! Yêu thánh quan tài cướp được tay, Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, nhưng không nghĩ lại lưu lại nữa, lập tức lắc mình phi đột, đi hòn đảo bên ngoài lao đi. Còn muốn chạy, ngăn lại hắn. Nhưng mà, những người ở chỗ này, người người lòng đầy căm phẫn, cũng lấy là Diệp Thần là vũ hoàng thế gia gian tế, mắt gặp Diệp Thần muốn đi, lập tức gào thét đuổi giết tới. Thậm chí, vậy mấy cái trưởng lão yêu tộc, mượn thần yêu thiên đảo địa mạch, trực tiếp mở ra một cái giam cầm đại trận. Vậy giam cầm đại trận, yêu khí nổ tung, ngay tức thì tràn ngập ngàn dặm. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, bước chân dừng lại một tí. Vậy giam cầm đại trận mặc dù không tổn thương được hắn, nhưng vậy kéo chỉ hoãn lại hắn bước chân. Trong thoáng qua, đếm trăm người tộc yêu tộc các cường giả, đuổi giết tới, lần nữa đem Diệp Thần vây quanh vòng tròn. Hôm nay cục, sợ rằng không tốt thu thập. Diệp Thần nhìn khắp bốn phía, cau mày. Hiện tại lấy hắn thực lực, nếu như muốn phá giết đi ra ngoài, không người ngăn được hắn. Nhưng làm như vậy, nhất định tạo nhiều giết hại. Những người này, đều là yêu thánh hàn âm người tín ngưỡng, cũng không phải là kẻ địch, há có thể giết lung tung. Bọn họ chỉ là tạm thời hiểu lầm, sai đem Diệp Thần tưởng lầm là kẻ địch mà thôi. Làm thịt hắn. Đám người cùng kêu lên hò hét, tựa như điên giết hướng Diệp Thần. Diệp Thần cắn răng, trong lòng đang là tiến thối lưỡng nan, bỗng nhiên bầu trời bên trong, có một phiến phiến lá phong rơi xuống. Hô hô hô, lớn gió mạnh thổi phất. Ngàn phiến vạn phiến màu đỏ lá phong, từ trên trời hạ xuống. Phiến phiến lá phong múa tới giữa, nhưng mang theo mạnh mẽ kình khí, như phong bạo chấn động vậy, đem đám người toàn bộ bức lui. Người nào? Đám người kinh hãi thất sắc, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Nhưng hôm nay không bên trong, có một cái cô gái đồ trắng hạ xuống xuống. Cái này cô gái đồ trắng, cả người trắng như tuyết, chỉ có tóc là đen nhánh màu sắc, như thác vải vậy rủ xuống, dáng người thướt tha, còn quấn từng luồng khinh yên sương mù, khí chất trong trẻo lạnh lùng, giống như tiên tử trên trời, không giống là trần gian người. Nàng mang cái khăn che mặt, không thấy rõ nàng dung nhan, nhưng Diệp Thần chỉ xem nàng ánh mắt, liền nhận ra, là Thất Thanh nói, bảy bảy. Tại sao là ngươi? Cái này cô gái đồ trắng, lại là âm dương thần điện cường giả, Yên Vũ Tiên Tôn trắng như lê. Ban đầu nho tổ ước chiến, Yên Vũ Tiên Tôn liều chết ngăn trở Diệp Thần đối với nàng vậy rất là cảm kích. Trước đây ở huyết tử ngục, đan rượu tiên tiệc, Diệp Thần vậy mời Yên Vũ Tiên Tôn đã tới, hắn lấy lại Yên Vũ Tiên Tôn đã ẩn cư, nào nghĩ tới nàng lại cũng tới hắc ám cấm hải. Hơn nữa, xem Yên Vũ Tiên Tôn hình dáng. Tựa hồ nắm giữ mới thần thông, thực lực rất nhiều tinh tiến. Nhưng gặp ánh mặt trời chiếu rọi dưới, Yên Vũ Tiên Tôn cả người tuyết trắng quần áo, quanh thân khói mù vần quanh, đỏ thẫm phong diệp phi vũ, xem đẹp vô cùng. Vèo vèo vèo. Nàng đầu ngón tay phất một cái, vậy phiến phiến lá phong, bỗng nhiên ác liệt, như tên vậy giết ra. Vùng lân cận có không ít người tộc yêu tộc, gặp phải lá phong bắn chết, nhất thời bị thương. Thật may. Yên Vũ Tiên Tôn biết đúng mực, chỉ là tổn thương người, cũng không có giết người. Diệp Thần gặp thần thông của nàng, đầy trời lá đỏ phiêu vũ, tự nhiên, không khỏi âm thầm thán phục. Tôn chủ, chúng ta đi. Yên Vũ Tiên Tôn đánh lui đám người, lập tức kéo Diệp Thần tay, phi độn đi. Hai người đi tới một nơi hoang vu trên đảo, hơi làm nghỉ ngơi. Yên Vũ Tiên Tôn tháo ra cái khăn che mặt, lộ ra một tấm tươi đẹp gương mặt xinh đẹp. Quỳ xuống hướng Diệp Thần thi lễ, nói thuộc hạ trắng như lê, gặp qua tôn chủ,
Nàng khí chất dung mạo, so với trước kia thanh thuần xinh đẹp hơn, rõ ràng cho thấy mới luyện thành thần công, tu vi rất nhiều tinh tiến, trước mắt đã đến nửa bước trăm gia cảnh, chỉ thiếu chút xíu nữa, liền có thể chém ra đột phá. Bảy bảy, đứng lên đi. Diệp Thần đem Yên Vũ Tiên Tôn đỡ dậy, trong lòng có thật nhiều nghi vấn. Yên Vũ Tiên Tôn trong mắt nhưng mang lệ quang, cầm Diệp Thần tay, nói, tôn chủ, nghe nói Vũ Hoàng Cổ Đế muốn giết ngươi, cuối cùng ngươi bình yên vô sự. Nói đến chỗ kích động, nàng hai chân run rẩy, Nguyễn Miên Miên, nóng hổi thân thể, tựa vào Diệp Thần trong ngực, hiển nhiên mười phần lo lắng Diệp Thần an nguy. Diệp Thần tâm thần hơi rung động, nhớ tới nàng vậy đầy trời lá phong lay động thần thông, nói, bảy bảy, ngươi làm sao tới Hắc Ám Cấm Hải. Còn nữa, ngươi mới vừa thi triển thần thông, là cái gì danh tiếng? Ta mơ hồ tới giữa, tựa hồ bắt được một chút cửu thiên thần thuật hơi thở. Vậy đầy trời lá đỏ loạn vũ khí tượng, để cho Diệp Thần vô cùng kích động, thậm chí, hắn tựa hồ còn cảm ứng được cửu thiên thần thuật hơi thở. Chẳng lẽ nói, Yên Vũ Tiên Tôn đạt được nghịch thiên cơ duyên, luyện thành cửu thiên thần thuật. Cái này là chuyện không thể nào. Diệp Thần rất muốn biết chân tướng. Yên Vũ Tiên Tôn nói, ta nghe nói Âm Dương Thần Điện đệ nhị trọng tổng đàn, rời đến Hắc Ám Cấm Hải, cho nên muốn qua đi tìm một chút, ta mới vừa thần thông, chính là giả cửu thiên thần thuật. Tên là Địa Tàng Kinh Phật, là từ chân chính cửu thiên thần thuật, Mạn Châu Sa Hoa Kinh bên trong diễn hóa ra tới. Lúc đầu Yên Vũ Tiên Tôn, biết Diệp Thần ván cờ còn chưa hoàn thành, nàng muốn tiếp tục phụ trợ Diệp Thần, cho nên, nàng trộm trộm được Hắc Ám Cấm Hải, muốn tìm Âm Dương Thần Điện Thứ Cường Giả tầng 2. Âm Dương Thần Điện đệ nhị trọng tổng đàn, vốn là ở âm đất nguyên, nhưng bị Hồng Thiên Kinh phá hủy, may mắn phần lớn nhân viên, được thuận lợi rút lui. Cũng đem tổng đàn rời đến Hắc Ám Cấm Hải. Âm Dương Thần Điện tầng thứ 2 sao? Diệp Thần trong lòng động một cái, hắn nghe Đạo Lâm Trần nói qua, Âm Dương Thần Điện tầng thứ 2, trước mắt ngay tại Hắc Ám Cấm Hải. Bất quá, Hắc Ám Cấm Hải quá lớn, hơn nữa Âm Dương Thần Điện làm việc đặc biệt ẩn núp, cho nên cho dù là Diệp Thần, trước mắt vậy còn không tìm được. Âm Dương Thần Điện cường giả, tựa hồ cũng có băn khoăn, không có chủ động hiện thân đến tìm Diệp Thần. Yên Vũ Tiên Tôn là đệ nhất trọng cường giả, nàng tới Hắc Ám Cấm Hải, rõ ràng cho thấy muốn tấn vị tầng thứ 2, tiếp tục là Diệp Thần cống hiến. Hiện tại, nàng tựa hồ lấy được cơ duyên gì, lấy nàng trước mắt nửa bước trăm gia cảnh thực lực, đúng là có tư cách tấn vị tầng thứ 2. Diệp Thần nói, người mới học thần thông, kêu Địa Tàng Kinh Phật, là giả cửu thiên thần thuật. Yên Vũ Tiên Tôn nói, đúng vậy, cái này Địa Tàng Kinh Phật, là ta một tháng trước. Từ cổ U Hải Thành bên trong cướp được. Cổ U Hải Thành, là Hắc Ám Cấm Hải một cái hỗn loạn chi địa, chỗ đó tốt xấu lẫn lộn, ta muốn đi thám thính Âm Dương Thần Điện tin tức, nào nghĩ tới lại có thể bị người của phủ thành chủ để mắt tới. Vậy cổ U Hải Thành thành chủ, kêu An Thiết Tâm, hắn muốn ô nhục người ta tu vi không bằng hắn, giả vờ gặp nghênh, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, một kiếm đem hắn đâm bị thương, cũng ở hắn trong bảo khố cướp đi một kiểu đồ, chính là vậy Địa Tàng Kinh Phật. Ta lại cùng cái này kinh Phật có duyên phận, người khác không luyện được, ta một mắt liền học biết. Nói đến cổ U Hải Thành trải qua, Yên Vũ Tiên Tôn lộ ra một cái biểu tình chán ghét, xem ăn một con sâu như vậy buồn nôn, hiển nhiên đặc biệt giận cái đó gọi An Thiết Tâm thành chủ, may mắn nàng cuối cùng giữ được trong sạch. Thậm chí, nàng còn ở An Thiết Tâm trong bảo khố, cướp được một môn giả cửu thiên thần thuật. Người nói gì sao, vậy cổ U Hải Thành thành chủ, kêu An Thiết Tâm. Diệp Thần sửng sốt một chút, nếu như nhớ không lầm, Kiếm Vô Danh đã từng nói, An Thiết Tâm đã từng là Vạn Khư Thần Điện người, sau đó phản bội, cùng Kiếm Vô Danh từng có giao tình. Cái này An Thiết Tâm, giá trị không nhỏ, nếu như có thể mời chào, có thể phụ trợ đối kháng Vạn Khư, hiện tại Kiếm Vô Danh, chính là đi tìm An Thiết Tâm. Diệp Thần nào nghĩ tới, cái này An Thiết Tâm, lại là cái loại này tiểu nhân vô sỉ, còn muốn ô nhục Yên Vũ Tiên Tôn. Yên Vũ Tiên Tôn một hồi kinh ngạc, nói, đúng vậy, tôn chủ, người biết hắn sao? Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, hắn không gặp qua An Thiết Tâm, nhưng cái này hạ hơi đẩy một cái diễn, thiên cơ giống in. Yên Vũ Tiên Tôn trong miệng An Thiết Tâm, chính là Kiếm Vô Danh muốn đi tìm người, ngày xưa Vạn Khư Thần Điện phản đồ. Nghe qua người này, nhưng không tính là biết, người có thể yên ổn thoát thân cho giỏi. Diệp Thần nói. Yên Vũ Tiên Tôn cười nói, ta không chỉ có thoát thân, còn cướp được cái này Địa Tàng Kinh Phật. Vừa nói,
Yên Vũ Tiên Tôn móc ra một bản cổ xưa ố vàng kinh thư, giao cho Diệp Thần. Diệp Thần nhận lấy vừa thấy, nhưng gặp cái này cuốn kinh Phật, bên trong Phật Pháp Thần Thông, ẩn chứa thực thâm hậu, Yên Vũ Tiên Tôn triệu hoán đầy trời lá đỏ chiêu số, chính là từ cái này kinh Phật bên trong diễn hóa ra. Mà đây địa tàng kinh Phật, trên thực tế chỉ là giả cửu thiên thần thuật. Chân chính cửu thiên thần thuật, là Mạn Châu Sa Hoa Kinh. Địa tàng kinh Phật, Mạn Châu Sa Hoa Kinh. Ta bắt được thiên cơ, vậy Mạn Châu Sa Hoa Kinh, tựa hồ là đế thích nhà thiên quân lão tổ, đế thích vạn lá thần thông. Diệp Thần bấm ngón tay tính toán, nhất thời bắt được vô cùng khoáng đạt thiên cơ. Mạn Châu Sa Hoa Kinh, là đế thích nhà cửu thiên thần thuật. Đế thích nhà thiên quân lão tổ, tên là đế thích vạn lá, bề ngoài vĩnh viễn là một cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, tướng mạo so với đế thích thiên còn muốn đẹp trai rất nhiều, cửu thiên thần thuật ở giữa Mạn Châu Sa Hoa Kinh, chính là đế thích vạn lá thần thông. Không sai, Mạn Châu Sa Hoa Kinh, là trong truyền thuyết cửu thiên thần thuật, là Phật môn cao thâm nhất bí điển, đại biểu Phật Pháp cảnh giới tối cao, truyền thuyết là Hồng Quân lão tổ, ở hư vô Phật Uyên trước hiểu trăm nghìn năm, mới biên viết ra tuyệt thế kinh thư. Mạn Châu Sa Hoa, chính là hoa bỉ ngạn, là Phật gia trong truyền thuyết chúng thần đất nước bệnh đậu mùa, thấy vậy hoa người, sinh lòng vô cùng vui, linh hồn phi thăng, đến bờ bên kia thế giới, vĩnh hưởng tiên phúc. 33 thiên hỗn độn chí bảo bên trong bờ bên kia thần thụ, thật ra thì chính là Mạn Châu Sa Hoa trải qua một món linh khí biến thành. Còn có 33 thiên hồng mông chí bảo bên trong Hồng Liên Tử Kim Cung, cùng Mạn Châu Sa Hoa Kinh, cũng có cực lớn nhân quả sâu xa. Vậy Mạn Châu Sa Hoa Kinh, có thể nói là chư thiên Phật Pháp ngọn nguồn, vô luận là Đại Thừa Phật Giáo, Tiểu Thừa Phật Giáo, vẫn là Dấu Tông, Mật Tông, Tây Thiên dạy, Khổ Hạnh dạy vân. Vân, Phật Pháp ngọn nguồn đều là xuất từ Mạn Châu Sa Hoa Kinh. Yên Vũ Tiên Tôn nói liên tục, hiển nhiên là đạt được địa tàng kinh Phật sau đó, vậy gián tiếp thấy được Mạn Châu Sa Hoa trải qua Bác Đại Minh Mông. Cái này bản kinh thư, là thế gian đứng đầu nhất kinh Phật. Đại biểu Phật Pháp cao nhất nghĩa sâu xa, trước mắt ở đế thích nhà thiên quân lão tổ, đế thích vạn lá trên tay. Yên Vũ Tiên Tôn nhắc tới Mạn Châu Sa Hoa trải qua thời điểm, giọng tràn đầy mong đợi cùng ước mơ. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, cười nói, người muốn Mạn Châu Sa Hoa Kinh sao? Đáng tiếc cửu thiên thần thuật, chỉ có thể một người tu luyện, cái này kinh Phật đã bị đế thích vạn lá nắm trong tay, người muốn tu luyện, trừ phi trước cầm đế thích vạn lá giết. Cửu thiên thần thuật bên trong, trừ phạm thiên thần công bên ngoài, những thứ khác thần thuật, chỉ có thể một người tu luyện, bởi vì khí vận chỉ có một phần. Đế thích vạn lá chấp trưởng kinh Phật, Yên Vũ Tiên Tôn muốn tu luyện, trừ phi trước đem đế thích vạn lá giết. Nhưng là, đế thích vạn lá là đế thích thiên lão tổ tông, đế thích nhà tổ sư gia, thập đại lão tổ một trong, muốn giết chết hắn, nơi nào có như thế dễ dàng. Yên Vũ Tiên Tôn than thở một tiếng. Nói, nghe nói Mạn Châu Sa Hoa Kinh, có tầng ba cảnh giới, vô cùng huyền diệu, đáng tiếc ta cuộc đời này không thể nào dòm ngó gặp. Diệp Thần nói, tầng ba cảnh giới. Yên Vũ Tiên Tôn nói, ừ, Mạn Châu Sa Hoa Kinh phân tầng ba. Tầng thứ nhất, kêu, lá phong vũ, có thể triệu hoán muôn vàn lá đỏ giết người. Tầng thứ hai, kêu, Hồng Liên Yên Tĩnh Tuyết, cái này cảnh giới tầng một, có Phật gia Hồng Liên nghiệp hỏa cháy, lại có mang tới lạnh tới khốc băng tuyết. Băng cùng lửa lẫn nhau xen lẫn, nhưng lại như sao túc lưu chuyển vậy yên tĩnh, một khi luyện thành, Hồng Liên Yên Tĩnh Tuyết giết người không thấy máu, là hết sức cao thâm Phật Pháp. Mà tầng thứ ba, tên là, bờ bên kia vô lượng thiên, này tầng cảnh giới, có thể sáng lập bờ bên kia thế giới, vô lượng vô cùng vui, độ hóa chúng sanh, nếu như kẻ địch đạo tâm không yên, bị bao phủ nhập bờ bên kia vô lượng thiên thế giới, sẽ lập tức bị độ hóa, mất đi tâm trí. Lâm vào là thành kính nhất Phật Pháp tín đồ, ngang hàng con rối vậy. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói cái này bờ bên kia vô lượng trời, cùng tâm ma thẩm phán, ngược lại có cộng thông chi sử. Yên Vũ Tiên Tôn nói, đúng vậy, Hồng Quân lão tổ viết xuống Mạn Châu Sa Hoa trải qua thời điểm, thật ra thì đã dự liệu được, đời sau có thể sẽ có tâm ma ung thư ra đời, sẽ đối kháng tâm ma, tốt nhất là dùng Phật Pháp, nếu như lĩnh ngộ Mạn Châu Sa Hoa trải qua nghĩa sâu xa. Coi như là tầng thứ 9 tâm ma sát phạt, cũng có thể đối phó. Diệp Thần cả kinh, nói tầng thứ 9 tâm ma, cũng có thể đối phó. Tâm ma đại chú kiếm cảnh giới tối cao, là tầng thứ 9, tầng này cảnh giới, vô cùng đáng sợ, liền Vũ Hoàng cổ đế, mà tổ vô thiên cùng các đại nhân vật, đều phải kiêng kỵ.
Bởi vì càng cường đại người, nội tâm dục vọng thường thường càng lớn, tâm ma nặng nhất, đối mặt tột cùng nhất tâm ma tập sát, liền vũ hoàng cổ đế nhân vật như vậy, cũng phải sợ. Tâm ma giết người, có thể coi thường cảnh giới chênh lệch, vô cùng quỷ dị, khó lòng phòng bị, cho nên mới kêu ung thư. Sẽ đối kháng tột cùng nhất tâm ma, chỉ có hai loại biện pháp, một loại là dựa vào võ tổ ngày xưa thần thông, hồng mông đại tinh không, rất miễn cưỡng dùng võ đạo lực lượng đi kháng nhận định. Mà loại thứ hai biện pháp, chính là lợi dụng Phật Pháp, gió mát hóa mưa, lộ vẻ được ôn nhu rất nhiều. Nếu như nắm giữ Mạn Châu Sa Hoa trải qua cao nhất Phật gia thật rõ ràng, vậy cho dù tột cùng nhất tâm ma, đều không cách nào xâm hại phân nửa. Tâm ma kiếm, ở Đế Thích Thiên trong tay, mà phòng ngự tâm ma thuẫn, nhưng ở hắn Đế Thích nhà lão tổ trong tay, thật đúng là châm biếm à. Diệp Thần cười lên, nếu như sau này Đế Thích Thiên, thật có cơ hội đặt chân tâm ma tột cùng nhất cảnh giới, vậy Đế Thích Vạn Lá tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Ngược lại, Đế Thích Vạn Lá rất có thể sẽ lợi dụng Đế Thích Thiên, trực tiếp tập sát Vũ Hoàng Cổ Đế, Thái Thượng Thiên Nữ, mà tổ vô thiên nhóm cao thủ, chỉ cần những người này chết hết, Đế Thích nhà liền có thể xưng bá Thái Thượng. Yên Vũ Tiên Tôn nói, tôn chủ, tương lai sự việc, tương lai nói sau, chúng ta hôm nay, vẫn là mau sớm tìm Âm Dương Thần Điện, ta nắm giữ địa tàng kinh Phật. Có một chút Mạn Châu Sa Hoa trải qua ảo diệu, có thể diễn hóa tầng thứ nhất, Lá Phong Vũ, thần thông, lấy ta hôm nay thực lực, nhất định có thể phụ trợ ngươi. Nói xong, Yên Vũ Tiên Tôn ánh mắt lấp lánh nhìn Diệp Thần, mang quyến luyến cùng ngưỡng mộ ý. Âm Dương Thần Điện đệ nhị trọng tổng đàn, ngay tại Hắc Ám Cấm Hải, đây là thuộc về Diệp Thần kiếp trước bố trí, tự nhiên không thể bỏ qua. Diệp Thần lắc đầu một cái, nói Âm Dương Thần Điện cường giả, không thấy ra tìm ta. Bọn họ có thể khác có băn khoăn, chúng ta còn chưa muốn hành động thiếu suy nghĩ. Yên Vũ Tiên Tôn nói, tôn chủ, vậy ngươi có kế hoạch gì? Diệp Thần nói, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta còn có việc phải xử lý. Vừa nói, Diệp Thần từ hoàng tuyền đồ bên trong, đem yêu thánh hàn âm quan tài lấy ra, bày đặt ở. Yên Vũ Tiên Tôn kinh nghi bất định, nói, tôn chủ, ngươi cướp đoạt yêu thánh hàn âm thi thể làm gì? Diệp Thần nói, không phải thi thể, hắn còn sống. Hắn đem quan tài mở ra, nhưng ngửi được một hồi mùi máu tanh. Nhưng gặp quan tài bên trong, nằm một tôn xanh sư yêu, da phơi bầy màu xanh, dài sư tử vậy khuôn mặt, tóc màu vàng, bù xù như sư vương, chỉ là đôi mắt khép lại, không có người sống tiếng thở, bề ngoài nhìn như chính là một cổ thi thể, chỗ ngực có một cái cực kỳ đáng sợ lỗ thủng vết thương, lại vẫn chảy xuống máu. Ma tổ vô thiên, quả nhiên cường hãn. Diệp Thần nhìn xem cái này xanh sư yêu vết thương, âm thầm khiếp sợ, người cũng chết, vết thương lại có thể vẫn đang chảy máu, còn có từng cơn ma khí tràn ngập ra, có thể gặp ma tổ vô thiên thủ đoạn cường hãn. Yên Vũ Tiên Tôn nhìn vậy xanh sư yêu một mắt, nói, tôn chủ, người này không phải đã chết rồi sao? Cái này xanh sư yêu, dĩ nhiên chính là yêu thánh hàn âm. Diệp Thần nói, không, hắn còn chưa có chết. Mơ hồ tới giữa. Diệp Thần cảm thấy vạn yêu tiên chỉ khác thường động, cùng yêu thánh hàn âm hô ứng. Yêu thánh hàn âm sức sống, đã đặc biệt yếu ớt đến thậm chí không cách nào bắt. Nếu như không phải là bởi vì có vạn yêu tiên trì, Diệp Thần cũng không biết đối phương còn sống. Ta cứu người trước, bảy bảy, người mệt mỏi mà nói, đi bên cạnh nghỉ ngơi một tí. Diệp Thần nhìn Yên Vũ Tiên Tôn một mắt, nhẹ giọng nói. Yên Vũ Tiên Tôn nói, tôn chủ. Ta ở lại bên người ngươi. Diệp Thần trong lòng ấm áp, cười sờ một cái đầu tóc nàng, ngoài miệng tuy không nói gì, nhưng nội tâm thật ra thì khá là cảm kích. Lập tức Diệp Thần sử dụng vạn yêu tiên trì, đem yêu thánh hàn âm thân thể, bỏ vào. Tiên linh yêu khí, lên. Diệp Thần bóp một cái pháp quyết, để cho vạn yêu tiên trì linh khí, đi yêu thánh hàn âm thân thể hội tụ đi. Cái này vạn yêu tiên trì, là yêu thánh hàn âm thai nghén chi địa. Dựa vào vậy linh khí bồi bổ, có lẽ có thể cứu sống hắn. Yên Vũ Tiên Tôn tò mò đứng ở một bên, yên lặng xem chừng. Nhưng gặp yêu thánh hàn âm thân thể, vậy lỗ thủng vậy đáng sợ vết thương, dần dần khép lại. Hắn vậy người chết vậy trắng xám gương mặt, vậy khôi phục một tia huyết sắc. Yên Vũ Tiên Tôn vui vẻ nói, tôn chủ, hắn tốt. Quả nhiên còn sống. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, nhìn chăm chú yêu thánh hàn âm. Tiếp tục đem linh khí truyền bá đến hắn thân thể bên trong. Nhưng, yêu thánh hàn âm khí sắc tuy tốt chuyển, lại không có tỉnh lại,
còn ở ngủ mê man trạng thái. Tại sao còn không tỉnh? Diệp Thần nhíu mày một cái, mở ra bát quái thiên đan thuật, phụ trợ chữa trị, nhưng yêu thánh hàn âm, nhưng còn chưa gặp tỉnh lại. Ngốc nghếch, dùng chấn diệt yêu đá. Vừa lúc đó, thiên yêu thanh âm, ở Diệp Thần đầu óc bên trong vang lên. Chấn diệt yêu đá. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái. Thiên yêu nói, chấn diệt yêu đá, là hồng quân địa mạch kết tinh tà khí biến thành, bên trong hàm chứa hàng loạt yêu khí lệ khí vân. Vân mặt trái hơi thở, đối với yêu tộc nhưng là đặc biệt tư bổ, lợi dụng chấn diệt yêu đá, hẳn có thể đem người này hồi phục. Diệp Thần nói, thiên yêu tiền bối, người đã sớm dự liệu được cục diện hôm nay. Cái này chấn diệt yêu đá, là Diệp Thần lần đầu tiên bước vào huyết yêu sơn mạch thời điểm, thiên yêu kêu hắn thu lấy. Hắn tuyệt đối cũng không nghĩ tới, một khối chấn diệt yêu đá, sau lưng lại có thể liên lụy đến như thế nhiều nhân quả, thậm chí cùng Hồng Quân lão tổ có liên quan. Liên liên ma tổ vô thiên, cũng đối với khối này chấn diệt yêu đá, vô cùng cảm thấy hứng thú. Diệp Thần không chịu giao ra chấn diệt yêu đá, trực tiếp đưa đến ma tổ vô thiên nổi giận, phục thi hàng tỷ, có thể gặp khối đá này trọng yếu. Diệp Thần thật sâu cảm thấy thiên yêu mạnh mẽ, thiên yêu rất có thể dự liệu được chấn diệt yêu thạch giá trị, cho nên thật sớm kêu Diệp Thần thu lấy. Thiên yêu lạnh nhạt nói, ván cờ biến số quá lớn, ta làm sao có thể coi là đến bước này. Chỉ là chấn diệt yêu đá, dẫu sao là hồng quân địa mạch tà khí biến thành, nhận lấy tới tuyệt đối không có sai, giao cho cái này yêu thánh, có thể trồng thiện duyên, sau này thu hoạch thiện quả. Diệp Thần nói, người sớm biết hồng quân lão tổ bí mật, hẳn sớm một chút nói cho ta. Thiên yêu ha ha cười một tiếng, nói, người ở dậy ta làm chuyện. Mau đi cứu người đi. Diệp Thần lúng túng cười một tiếng, cũng không có lại tranh luận tiếp, liền lấy ra chấn diệt yêu đá, thả vào vạn yêu tiên chỉ bên trong đi. Vù vù, chấn diệt yêu đá thả ra một hồi hồng mang, cùng vạn yêu tiên chỉ linh khí hỗn hợp, đồng loạt bơm vào đến yêu thánh hàn âm trong cơ thể. Chỉ gặp yêu thánh hàn âm thân thể, tràn ngập từng luồng tia máu, từng cơn tà lệ yêu khí thêm thân, sau lưng hắn thậm chí yêu ma gào khóc dị tượng nổi lên. Thấy cái này dị tượng, Yên Vũ Tiên Tôn một hồi khẩn trương, khoác lên Diệp Thần tay. Diệp Thần cũng là khá là khẩn trương nhìn, ước chừng 15 phút sau đó, nhưng gặp yêu thánh hàn âm mí mắt run rẩy, sau đó mở mắt ra, rốt cục thì tỉnh lại. Yêu thánh, người tỉnh. Diệp Thần thấy yêu thánh hàn âm tỉnh lại, nhất thời đại hỉ. Yêu thánh hàn âm mới vừa thanh tỉnh, đầy mặt mờ mịt, nhìn khắp bốn phía, thấy mình ngâm ở vạn yêu tiên chỉ bên trong. Hơn nữa chấn diệt yêu đá đang ở bên người, không khỏi kinh hãi, nói. Ta không phải là bị ma tổ vô thiên giết chết sao? Lại thế nào còn sống? Diệp Thần cười nói, ngươi không có chết, là ta cứu ngươi. Yêu thánh hàn âm nhìn Diệp Thần, nói, ngươi là ai? Ngươi là, luân hồi chi chủ. Hắn con ngươi có giúp lại, nhưng từ Diệp Thần trên mình, bắt được huyết yêu tộc nhân quả, cũng nhân tiện phát hiện Diệp Thần là luân hồi chi chủ thân phận. Trước mắt, Diệp Thần là huyết yêu tộc khách khanh, cùng Hồng Hà tiên tử quan hệ không cạn, hơn nữa vạn yêu tiên chỉ ngay tại ở trên tay hắn, hắn ngang hàng là huyết yêu tộc nắm giữ. Mà yêu thánh hàn âm, chính là ngày xưa huyết yêu tộc hộ pháp. Luân hồi chi chủ, là ngươi cứu ta. Vạn yêu tiên chỉ, lúc đầu đã truyền thừa đến trong tay ngươi. Còn có khối này chấn diệt yêu đá. Yêu thánh hàn âm như cũ không dám tin tưởng, lúc đầu mình lại vẫn còn sống. Là Diệp Thần cứu hắn. Hắn nhìn vậy chấn diệt yêu đá, nội tâm vô cùng nóng rực. Năm đó, hắn thật ra thì muốn mang đi chấn diệt yêu đá, đáng tiếc cổ yêu chí tôn không đáp ứng. Chấn diệt yêu đá, đây chính là hồng quân địa mạch kết tinh tà thể à, nếu như có thể hấp thu khối này đá quý, ta nhất định có thể nghịch thiên cải mệnh. Hơn nữa, bằng vào cái này đá quý, ta còn có thể ngược dòng đến ly cốt yêu phiên chỗ. Yêu thánh hàn âm nắm lên chấn diệt yêu đá, tự lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kích động. Chấn diệt yêu thạch lệ khí đặc biệt đậm đà, đối với yêu tộc có cực lớn tư bổ hiệu quả, nếu như yêu thánh hàn âm hấp thu, hắn đủ để lột xác. Khối đá này, thậm chí liền ma tổ vô thiên đều muốn, có thể gặp hắn giá trị. Hơn nữa, chấn diệt yêu đá còn có một cái khác đặc thù tác dụng, đó chính là dựa vào yêu khí liên lạc, ngược dòng đến ly cốt yêu phiên vị trí. Ly cốt yêu phiên, chính là hồng quân thất bảo một trong, hồng quân lão tổ tự tay chế tạo, giá trị không phải chuyện đùa. Cùng là hồng quân thất bảo thập phương kiếm tâm,
hiến tế sau trực tiếp xúc diệt Vũ Hoàng Chu Thần Kiếm, có thể gặp Hồng Quân Lão Tổ pháp bảo cường hãn. Nếu như có thể đạt được ly cốt yêu phiên mà nói, chỗ tốt không cách nào tưởng tượng to lớn. Yêu Thánh, cái này trấn diệt yêu đá, ta đưa cho ngươi. Diệp Thần nhớ lại Thiên Yêu giao phó, liền mở miệng nói. Hắn rốt cuộc rõ ràng Thiên Yêu kế hoạch, nguyên lai là muốn cho hắn lôi kéo Yêu Thánh, đem đối phương bồi dưỡng thành mình một con cờ. Yêu Thánh hàn âm từ vạn yêu tiên chỉ bên trong tạo ra tới, tu luyện yêu đạo không biết nhiều ít vạn năm, so với Diệp Thần, hắn thích hợp hơn trấn diệt yêu đá cùng ly cốt yêu phiên. Nếu như có thể hấp thu trấn diệt yêu đá, tìm lại được ly cốt yêu phiên, Yêu Thánh hàn âm nhất định có thể nghịch thiên cải mệnh, từ đó trở thành Diệp Thần kinh thiên trợ lực. Đây chính là Thiên Yêu mưu đồ. Luân hồi chi chủ, ngươi phải đem trấn diệt yêu đá đưa cho ta. Hồng Hà tiên tử đáp ứng không? Sư thúc tổ yêu hư đáp ứng không? Yêu Thánh hàn âm ngạc nhiên, có chút không dám tin tưởng. Diệp Thần nói, yên tâm, khối này trấn diệt yêu đá, ta có thể một tay xử trí, ngươi cứ lấy trước. Yêu Thánh hàn âm đại hỉ, bàn tay run run nói, đa tạ, đa tạ. Hụ, hụ hụ. Nói cảm ơn chưa xong, hắn đột nhiên ho khan kịch liệt, lại từng ngụm ói ra máu tươi. Diệp Thần nói, thế nào? Yêu Thánh hàn, không có sao, ta thương thế còn không hết bệnh, mà tổ vô thiên thủ đoạn quá tàn bạo, không quá ta nghỉ ngơi nữa mấy ngày, hẳn không việc gì. Vừa nói, Yêu Thánh hàn âm lần nữa trở lại vạn yêu tiên chỉ bên trong đi. Nắm chấn diệt yêu đá, yên lặng điều chỉnh thân thể. Diệp Thần nói, được, ngươi liền nghỉ ngơi cho khỏe dưỡng thương. Yêu Thánh hàn, luân hồi chi chủ, ngươi cứu ta một mạng, sau này ngươi đối kháng vạn khư, ta vào nơi dầu sôi lửa bỏng, tại chỗ không chối từ. Diệp Thần cười nói, ngươi trước hay là dưỡng hảo tổn thương nói sau. Hắn lấy ra một ít dược liệu, vứt xuống vạn yêu tiên trì bên trong đi, phụ trợ Yêu Thánh hàn âm chữa thương. Vù vù. Vừa lúc đó, Diệp Thần đột nhiên cảm giác được, trong cơ thể phù chiếu khác thường động. Đó là hắn cùng kiếm vô danh liên lạc phù chiếu. Ừ. Diệp Thần hơi kinh hãi, đem phù chiếu lấy ra, nhưng gặp phù chiếu xích mang sôi trào, phơi bày ra cực lớn hung hiểm. Hiển nhiên, kiếm vô danh tìm An Thiết Tâm trong quá trình, phát sinh bất ngờ, hiện tại gặp phải cực lớn nguy hiểm. Tôn chủ, thế nào? Yên Vũ Tiên Tôn thấy vậy phù chiếu khác thường, hỏi. Diệp Thần tâm niệm chuyển động, nói, bảy bảy, ta có chút việc muốn đi ra ngoài xử lý, người trước lưu lại chiếu cố Yêu Thánh tiền bối, ta đi ra ngoài một chuyến. Yên Vũ Tiên Tôn kinh hãi, nói, tôn chủ, người phải đi nơi nào? Diệp Thần cảm ứng một tí phù chiếu thiên cơ vị trí, nói cổ U Hải Thành. Kiếm vô danh địa phương xảy ra chuyện, chính là cổ U Hải Thành. Yên Vũ Tiên Tôn cả kinh nói, cổ U Hải Thành. Tôn chủ ngươi đi nơi nào làm gì? Là muốn thay ta trả thù sao? Ta không có chuyện gì, vậy An Thiết Tâm không có tổn hại đến ta, ta vẫn là thân trong sạch. Nàng chỉ lấy là Diệp Thần đi cổ U Hải Thành, là muốn thay nàng trả thù. Dẫu sao, nàng này trước đây không lâu, thiếu chút nữa luân hãm vào cổ U Hải Thành bên trong, thật may cởi trốn ra được, thậm chí còn cướp được một quyển địa tàng kinh Phật. Diệp Thần nói, không phải, ta có việc gấp phải xử lý, người đợi ta trở lại. Phù chiếu dị động vô cùng mãnh liệt, kiếm vô danh tình huống rõ ràng không ổn. Yên Vũ Tiên Tôn trong lòng động một cái, móc ra một bản chụp cuốn, giao cho Diệp Thần nói, tôn chủ, nơi này là cổ U Hải Thành một ít tình báo, người cầm, có lẽ sẽ hữu dụng. Nàng trước kia cũng ở đây cổ U Hải Thành lịch luyện qua, cho nên biết không ít chuyện, mà tình báo này, đối với Diệp Thần tự nhiên không hề thiếu tác dụng. Được, đa tạ. Diệp Thần nhận lấy chụp cuốn, có tình báo này mà nói, hắn có thể rõ ràng hơn nắm giữ cổ U Hải Thành tình huống. Yêu Thánh tiền bối, người thật tốt chữa thương, ta trước đi ra ngoài một chuyến. Sau đó, Diệp Thần lại hướng Yêu Thánh hàn đừng, liền ngự gió lên, dọc theo phù chiếu chỉ thị, chạy tới cổ U Hải Thành. Trên đường, Diệp Thần mở ra Yên Vũ Tiên Tôn cho hắn tình báo chụp cuốn. Cẩn thận tra xem, dự định trước biết rõ tìm hiểu tình huống. Mà đây vừa thấy, nhưng là không được. Cổ U Hải Thành sâu xa, so Diệp Thần tưởng tượng, còn phức tạp hơn rất nhiều. Lúc đầu, sớm ở thời kỳ Thái Cổ, Vũ Hoàng Cổ Đế liền đang bố trí đối phó ma tổ vô thiên. Hắn ở Hắc Ám Cấm Hải bên ngoài hải lý, lặng lẽ chế tạo ra liền một tòa thành trì, chính là cổ U Hải Thành, cũng phái bộ phận cường giả trấn thủ.
Ngoài ra, Vũ Hoàng Cổ Đế còn phái người ở cổ U Hải Thành lòng đất, chế tạo một cái cổ U Minh Tù, mục đích là nhốt rất nhiều thần thú, nguyên đi đối phó ma tổ vô thiên. Bởi vì Hồng Quân bí cảnh ngay tại Hắc Ám Cấm Hải, cho nên chỗ này hấp dẫn vô số sinh linh tới. Mà trừ nhân tộc bên ngoài, còn thật nhiều yêu tộc, ma tộc, thú tộc vân. Vân. Vũ Hoàng Cổ Đế há miệng chờ sung dụng, tự thái cổ dĩ lai, quả thực chộp được không thiếu thần thú, cũng dùng thủ đoạn cường ngạnh thuần phục. Hắc Ám Cấm Hải là ma tổ vô thiên địa bàn, nếu như Vũ Hoàng Cổ Đế ồ ạt phái người đi vào, nhất định bại lộ, không thể nào lừa gạt được ma tổ vô thiên mắt. Nhưng nếu như là bắt thần thú, bố trí làm con cờ mà nói, vậy cho dù là ma tổ vô thiên, cũng chưa chắc có thể phát hiện. Đã từng cổ U Hải Thành, là ẩn giấu thành phố, cũng không thành chủ, nhưng sau đó, An Thiết Tâm phản bội, cưỡng ép công thành, chiếm cứ tòa thành thị này, tự lập môn hộ, tấn vị thành chủ. Cái này An Thiết Tâm, vốn là Vạn Khư Thần Điện đệ tử, phụng mệnh đi Hồng Quân bí cảnh tìm bảo. Mà hắn muốn tìm bảo vật, chính là Ly Cốt Yêu Phiên. Vậy Ly Cốt Yêu Phiên, vô cùng thần bí, An Thiết Tâm vậy không tìm được, nhưng hắn may mắn lấy được một khối pháp bảo mảnh vỡ. Chỉ là một khối pháp bảo mảnh vỡ, lại để cho hắn nghịch thiên cải mệnh, sau đó thậm chí chém ra đột phá. Khi lấy được Ly Cốt Yêu Phiên pháp bảo mảnh vỡ sau đó, An Thiết Tâm trực tiếp phản bội, đem pháp bảo theo cho mình dùng, hơn nữa công hãm cổ U Hải Thành, trấn áp tất cả Vạn Khư cường giả, cắt đất là vương. Cái này cổ U Hải Thành, ở Hắc Ám Cấm Hải địa bàn bên trong, liền Vũ Hoàng Cổ Đế đều không cách nào trực tiếp nhúng tay. Cho nên, núi cao Hoàng Đế xa, An Thiết Tâm chính là nhắm ngay Vũ Hoàng Cổ Đế không cách nào nhúng tay, cho nên cắt đất là vương. Hắn dã tâm cũng không lớn, chỉ muốn hùng bá bên ngoài biển mà thôi, cũng không dám cùng ma tổ vô thiên tranh phong. Trước mắt, bên ngoài hải môn phiệt thế lực bên trong, Ôn gia cùng Hạ Hầu gia, bị ma tổ vô thiên nguyên tộc tàn sát, An Thiết Tâm không có cái này hai cái đối thủ cạnh tranh, hắn cổ U Hải Thành, bên ngoài biển bên trong, thế lực dĩ nhiên là càng ngày càng hừng hực. Hôm nay An Thiết Tâm, xưa không bằng nay, là cái đỉnh núi vương, đoán chừng là không chịu nhận kiếm vô danh người bạn cũ này. Diệp Thần biết cổ U Hải Thành bí sử, còn có An Thiết Tâm làm giàu sử, trong lòng âm thầm suy đoán. Một đường phi hành, đến được sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần rốt cuộc đã tới mục tiêu. Trước mắt, là một tòa khá là đặc thù thành phố. Tòa thành thị này, một nửa chôn ở trong nước biển, chỉ lộ ra tới một nửa. Lộ ra ngoài một nửa thành trì, tràn ngập không rõ ràng âm trầm hơi thở, mang theo cổ xưa hồng hoang ý vị, mỗi một cục gạch đá, cũng khắc phiền phức đường vân, khá là kỳ lạ. Nơi này chính là cổ U Hải Thành sao? Diệp Thần ánh mắt híp lại, quan sát phía dưới cổ thành, thử nghiệm bắt kiếm vô danh hơi thở, quả nhiên phát hiện một chút quen thuộc chập chờn. Kiếm vô danh, ngay tại cổ U Hải Thành bên trong. Không biết kiếm vô danh ở cổ U Hải Thành bên trong, gặp cái gì bất ngờ. Diệp Thần bàn tư trước, chuẩn bị hạ xuống. Chủ nhân, tòa thành này, có chút kỳ quái. Vừa lúc đó, Tiểu Hoàng thanh âm, đột nhiên truyền tới Diệp Thần trong lỗ tai. Diệp Thần nghi ngờ nói, ừ, làm sao? Tiểu Hoàng đã hồi lâu không có động tĩnh, vì sao đột nhiên mở miệng? Tiểu Hoàng hít mũi một cái, nói ta cảm giác được nơi này, cất giấu rất mạnh mẽ bao nhiêu thần thú hơi thở. Hoàng cổ quỳ nghiêu, ác ma viên, mắt xanh kim diễm sư, thanh lân ưng, cửu u hống, đều là thời đại thái cổ thần thú. Diệp Thần trong lòng động một cái, nói, nơi này đã từng là Vũ Hoàng Cổ Đế địa bàn, tống giam phong ấn vô số mạnh mẽ thần thú, vốn là chuẩn bị đối phó ma tổ vô thiên, xem ra cho dù đến ngày hôm nay, vẫn là có không thiếu thái cổ thần thú tồn tại. Tiểu Hoàng nói, không, trừ thông thường thái cổ thần thú ra, ta rất đánh hơi được khí tức của đồng loại. Nghe vậy, Diệp Thần cả kinh, nói, đồng loại. Cũng là và ngươi như nhau, là hai con ngươi ác mộng. Thế gian chẳng lẽ còn có hai con ngươi ác mộng? Tiểu Hoàng thực lực, vô cùng mạnh mẽ, nếu như cổ U Hải Thành bên trong, lại có đồng loại của hắn, vậy tuyệt đối đáng tìm tòi nghiên cứu. Tiểu Hoàng trần chờ một tí, nói, không xác thực định. Muốn đi vào nhìn một chút mới biết. Diệp Thần nư một tiếng, nói, nếu như có thể điều tra rõ thân thế của ngươi lai lịch, vậy cũng tốt. Tiểu Hoàng lai lịch, đặc biệt thần bí, Diệp Thần chỉ biết là hắn xuất xứ từ Thái Cổ, nhưng không biết cụ thể thân thế lai lịch. Theo Diệp Thần suy diễn thiên cơ thủ đoạn, càng ngày càng lớn mạnh,
Trong sâu thẳm, hắn cảm thấy tiểu hoàng chân chính thân thế, cũng không đơn giản, bối cảnh có thể phải so ngày cũ còn muốn cổ xưa. Diệp Thần hạ xuống cổ U Hải Thành bên trong, thành thị này nhưng thật ra là một tòa thủy thành, bên trong thành thuyền lui tới, người đi đường như dệt cười, từng ngọn tiệm rượu khách sạn, thương hội mua bán được vân. Vân, theo nước mà xây, ngược lại cũng khá là náo nhiệt. Nếu như chỉ xem mặt ngoài, cái này cổ U Hải Thành, ngược lại giống như một tòa trên nước thương cảng thành, thành chủ An Thiết Tâm không biết kinh doanh nhiều ít năm, để cho được cổ U Hải Thành, thành bên ngoài biển tài hàng tài nguyên tập tán chi địa. Dĩ nhiên, cổ U Hải Thành chân chính bí mật, che giấu ở đáy nước dưới, cũng chính là nặng tại trong biển một nửa trong thành. Vậy dậy đáy nước thành trì, người bình thường lại không có tư cách tiến vào, người bình thường thậm chí liên nhập miệng ở nơi nào cũng không biết. Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, ngưng mắt nhìn bốn phía, định tìm kiếm Vô Danh hơi thở chỗ. Vù vù. Trong cơ thể hắn liên lạc phù chiếu, một hồi kịch liệt chấn động, ở hướng hắn chỉ thị kiếm Vô Danh vị trí. Ở bên này, Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía bắc, kiếm Vô Danh hơi thở, liền ở cái phương hướng này. Phù chiếu ở một hồi kịch liệt chấn động sau đó, ánh sáng ở dần dần ảm đạm xuống. Rất hiển nhiên, thời khắc này kiếm Vô Danh cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có thể xảy ra chết chỉ ở trong nhất niệm. Gay gâu, hắn mau không chịu nổi. Diệp Thần cảm thụ phù chiếu khác thường, ánh mắt trầm xuống, kiếm Vô Danh sống chết nguy ở một sớm một chiều, sự việc đã đến khắc không cho chậm thời điểm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 320.